Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể các anh chị học viên và các quý vị khách mời đang tới với buổi đối thoại mang chủ đề là tư duy nhà lãnh đạo trong thời đại mới. Buổi đối thoại của chúng ta do chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Quản trị và Công nghệ FSB thực hiện ngày hôm nay. Và tôi xin được phép giới thiệu, tôi là Thụy Vân, là phóng viên của Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời cũng là một cựu học viên của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh, trường Quản trị và Công nghệ FSB. Và ngày hôm nay thì Thụy Vân rất là vui khi có mặt tại đây, được đồng hành cùng với các anh chị, với các diễn giả của chương trình. Các anh các chị thân mến, thực sự là một cái buổi sáng thứ bảy đẹp trời khi mà ngày hôm nay đây tôi có mặt ở đây để cùng chia sẻ với các anh chị và cùng đồng hành với các anh chị và các diễn giả với một cái chủ đề mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta quan tâm, đó chính là tư duy nhà lãnh đạo trong thời đại mới. Vâng, thưa các anh các chị, bây giờ thì trước khi bắt đầu cho cái buổi đối thoại ngày hôm nay thì cho phép Thụy Vân xin được có một vài lưu ý với các anh chị. Chương trình của chúng ta sẽ diễn ra từ lúc 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút và sẽ bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là phần trình bày của diễn giả với chủ đề là tư duy nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên số. Và tiếp theo sẽ là phần đối thoại với diễn giả và sau cùng sẽ là phần đặt câu hỏi Q&A, phần câu hỏi mà chúng ta có thể chia sẻ và giao lưu với nhau nhiều hơn. Trước khi bắt đầu thì cho phép Thụy Vân sẽ được giới thiệu một chút lại cái tính năng hỗ trợ của Zoom như sau ạ. Các anh chị tham gia trong chương trình ngày hôm nay thì vui lòng có thể chuyển cái background đằng sau các anh chị bằng hình ảnh mà ban tổ chức chúng tôi đã gửi tới để chúng ta thấy rằng là cả một hội trường chúng ta trong cái màn hình Zoom này chúng ta cùng thống nhất và sẽ có một cái hình ảnh rất là đẹp khi mà ngày thứ bảy này chúng ta ghi lại những cái khoảnh khắc ý nghĩa với mình. Và cái thứ hai là các anh chị cố gắng chọn một cái không gian thật là yên tĩnh ạ và có cái đường truyền internet ổn định để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái giây phút nào, một cái khoảnh khắc nào, một cái sự trao đổi nào, một cái thông tin nào mà các anh chị quan tâm. Và cái thứ ba nữa là tôi rất là mong muốn các anh chị ạ, hãy bật camera của mình và tắt micro trong suốt quá trình của buổi đối thoại. Và biểu tượng chat hỗ trợ anh chị trao đổi, giao lưu trong suốt quá trình mà buổi hội thảo của chúng ta diễn ra. Cái phần này là phần giống như kiểu mình nói chuyện riêng đấy ạ. Vâng, và một cái biểu tượng nữa là biểu tượng raise hand. Và anh chị vui lòng có thể bấm vào cái nút này khi mà có câu hỏi muốn trao đổi trực tiếp với diễn giả và ban tổ chức thì sẽ chủ động mở mic với phần biểu tượng Q&A, chính là cái phần mà chúng ta sẽ dùng để đặt câu hỏi cho diễn giả. Và trên đây chính là những cái nội dung quan trọng để làm sao chúng ta có một cái buổi đối thoại thành công. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón tất cả các anh chị đã đến với buổi đối thoại của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì Thụy Vân đã nói rằng hôm nay đúng là một ngày thứ bảy rất đẹp trời ạ. Tại sao chúng ta lại phải cùng nhau ngồi đây, bỏ ra một ngày thứ bảy để nói tới câu chuyện này? Bởi vì rõ ràng các anh chị với vai trò là CEO, là các nhà quản lý thì vô cùng quan tâm đến cái câu chuyện là tư duy nhà lãnh đạo trong thời đại mới như thế nào. Nhất là khi thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn biến đổi, luôn luôn phát triển không ngừng. Nhất là khi toàn cầu hóa nó đã xâm chiếm chúng ta. Vậy thì bản thân các doanh nghiệp, bản thân các nhà quản lý, rồi các CEO vô cùng đau đầu trong cái việc là định hướng doanh nghiệp của mình phát triển như thế nào. Vâng, có thể nói là sự bền bỉ này, tính chính trực và niềm đam mê vẫn là những cái nhân tố quyết định then chốt trong một nhà lãnh đạo giỏi. Tuy nhiên thì thời đại của chúng ta cũng đòi hỏi rằng năng lực của lãnh đạo và quản lý sẽ phải khác biệt để đảm bảo làm sao chúng ta phát triển bền vững và tạo ra được cái sự cạnh tranh cho chính doanh nghiệp của mình. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi đã mời tới đây một khách mời đặc biệt, đó là diễn giả Hoàng Nam Tiến, là chủ tịch công ty cổ phần viễn thông FPT, FPT Telecom, người đã có gần 30 năm gắn bó với tập đoàn FPT và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, để chia sẻ với quý vị về câu chuyện tư duy lãnh đạo trong thời đại mới. Xin được hân hạnh chào đón anh Hoàng Nam Tiến sẽ bước ra sân khấu để cùng gặp gỡ và chào với các anh các chị học viên tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Chào các bạn, lại là tôi, Tiến từ FPT đây. Tôi nói đùa đấy, cảm ơn Thụy Vân. Hôm nay rất là vui khi mà có một buổi sáng thứ bảy sẽ được chia sẻ với các anh chị những điều mà có thể là các anh chị sẽ cần. Trong những ngày qua, tôi đã có những cái buổi giảng dạy cho những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Và câu hỏi bao giờ cũng vậy là: anh Tiến ơi, sau mùa dịch rồi, để chúng ta không bàn đến dịch nữa, thì liệu rằng
những thách thức mới đối với những nhà lãnh đạo là gì? Dạ, vâng. Đó là một cái phần gợi mở đầu tiên của diễn giả Hoàng Nam Tiến gửi tới các anh chị. Có lẽ là cũng đã chạm vào một cái đau đáu của các doanh nghiệp hiện nay trong cái câu chuyện làm thế nào để phát triển sau dịch. Cũng xin được chia sẻ thêm với các anh chị một chút thông tin về anh Hoàng Nam Tiến ạ. Anh Hoàng Nam Tiến chính là người mà đã đưa ra rất nhiều những cải tiến và chính sách quyết liệt để giúp cho FPT Telecom có thể đứng vững qua cái giai đoạn khủng hoảng và có thể duy trì được một trong những cái doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Và đặc biệt là trong giai đoạn VUCA, có thể nói là cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng ai cũng sợ, đúng không anh? Thì anh Hoàng Nam Tiến chính là người, một trong những người đã chèo lái thành công cái con thuyền FPT Telecom và không những vượt khó ngoạn mục mà còn liên tiếp có thể lập những cái kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận ạ. Đây là một chút cái chia sẻ mà tất nhiên không phải anh Tiến nói, mà đây là con số thực tế mà chúng tôi đã có được sau cả một khoảng thời gian rất là dài mà FPT Telecom đã có được thành công, vượt qua được. Và trước đó thì anh Hoàng Nam Tiến đã từng giữ vị trí là chủ tịch của FPT Software trong 8 năm từ năm 2012, và dưới sự dẫn dắt của anh Hoàng Nam Tiến thì FPT Software đã luôn đạt được cái tốc độ tăng trưởng trên 30%, và phần mềm FPT đã trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới và lọt top 100 nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu. Và lúc này đây thì có lẽ không để cho anh chị chờ đợi lâu nữa, Thụy Vân xin được nhường sân khấu này cho anh Hoàng Nam Tiến. Xin mời anh ạ. Cảm ơn Thụy Vân. Dạ. Chào các bạn. Tôi những cái buổi ngày như thế này, tôi thực sự là mong muốn là được gặp trực tiếp các bạn. Trong hơn 2 năm qua, tôi đã có hàng trăm buổi giảng dạy trên online và hôm nay cũng vậy. Nhưng nếu nói thật lòng thì tôi rất rất muốn là được gặp trực tiếp. Bởi vì online dù hiện đại đến đâu cũng không thể nào thay thế được những cái bắt tay thật chặt, những cái vỗ vai, những ánh mắt nhìn thẳng nhau và thậm chí là cả những cái cụm ly rô thật to sau những buổi làm việc vất vả, sau những buổi hội họp liên miên cả ngày cả đêm. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều gì? Tôi cũng không biết rằng là mình nên bắt đầu từ đâu. Thì tôi muốn nói như này: vào mùa dịch đã dạy cho chúng ta rất nhiều điều, và ngày hôm nay một trong những điều mà tôi muốn bắt đầu để chia sẻ với anh chị đấy là gì ạ? Đấy là tâm thế của nhà người lãnh đạo. Khi mà đã làm người lãnh đạo thì người ta bao giờ cũng yêu cầu chúng ta phải có năng lực, gọi là nhìn xa trông rộng. Dạ vâng. Và trong mùa dịch vừa rồi đã bộc lộ ra rất nhiều điều và rất rất nhiều nhà lãnh đạo đã không thể nào đáp ứng được yêu cầu đấy. Điều mà các bạn có thể nhận nhìn thấy ngay là khi mà bước vào mùa dịch, có rất nhiều công ty đã buộc lòng phải rơi vào tình thế nó gọi là ngủ đông, không hoạt động được nữa. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến đến hơn 70% số doanh nghiệp không thể nào có bất kỳ hoạt động gì, đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Nhưng cũng trong thời gian đấy, có những doanh nghiệp coi đấy, trong nguy thì có cơ hội. Và họ đã bứt phá, đã tạo ra những bước tiến rất là ngoạn mục. Những con số, báo cáo đầu năm vừa rồi, chúng ta đã thấy rất là rõ như vậy. Và ngày hôm nay, khi mà quay lại, nhìn lại hơn 2 năm qua thì tôi mới muốn chia sẻ các anh chị một điều. Một người lãnh đạo mà khi gặp những tình huống mà chúng ta không thể biết được, cái từ mà người ta hay dùng gọi là VUCA, đấy là cái thời đại khó đoán định được, mù mờ, không lường trước được tương lai. Thế nhưng người lãnh đạo với bản lĩnh của mình hoàn toàn có thể vững tin để đưa doanh nghiệp của mình tiếp tục tiến lên. Khi mà người ta hỏi chúng tôi rất nhiều lần về chuyện là nhà lãnh đạo cần gì, thì ngoài tất cả những điều mà mọi người hay chia sẻ, hay phân tích, chúng tôi hay nói đến người lãnh đạo lúc nào lạc quan, luôn bao giờ cũng nhìn thấy cái tương lai là tươi sáng. Ngay giữa lúc khó khăn nhất thì luôn luôn nghĩ rằng cái khó khăn này chắc là khó khăn nhất rồi, ngày mai chúng ta sẽ có những cái thời gian nó đỡ khó khăn hơn, có cơ hội để phát triển hơn. Vào những thời điểm mà khủng hoảng thì những nhà lãnh đạo bao giờ cũng tin rằng trong nguy hiểm thì sẽ có cơ hội. Và ở đây
tôi muốn quay lại những giá trị mà những người lãnh đạo cần có, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện của chiến tranh. Có lẽ là trong chiến tranh, giữa cái sống và cái chết, giữa cái mất nước, giữa sự hy sinh, người ta sẽ có một cái thử thách là lớn nhất. Và vì vậy, ở chính FPT, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn, đã mời không biết bao nhiêu vị tướng đến để chia sẻ. Chúng tôi đã học được rất rất nhiều điều từ quân đội. Một trong những võ công và những thành công của FPT, đấy là chúng tôi áp dụng chiến tranh nhân dân ở trong doanh nghiệp. Một triết lý dựa vào võ công thượng thặng của người Việt Nam. Thế nhưng nhìn ra bên ngoài thì sao? Chúng tôi có những câu hỏi vào điều kiện công việc. Tôi có điều kiện làm việc với gần 100 công ty trong 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Chúng tôi đã làm việc với những nhà lãnh đạo cao nhất của những tập đoàn hàng đầu của thế giới. Ví dụ như từ Mỹ, có AT&T, có Boeing, có Bank of America, vân vân. Rồi tại Nhật Bản, từ Mitsubishi, Sony, Hitachi, Toshiba, vân vân. Ở những quốc gia như ở châu Âu, chúng tôi làm việc với Airbus, với Siemens từ Đức và nhiều quốc gia khác. Thế thì ngoài chuyện công việc, tôi rất hay đặt những câu hỏi với những nhà lãnh đạo để xem là họ đánh giá thế nào. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện này. Các bạn hiểu như này, khi người ta hỏi rằng là những nhà lãnh đạo cần có những tố chất gì, phẩm chất gì, kiến thức gì, năng lực gì, kinh nghiệm gì, đã có hàng chục các yếu tố khác nhau được chia sẻ. Thế đến khi mà tôi mới đề nghị một điều là trong gần 20 điều này thì chúng ta chỉ giữ lại 3 điều thôi, thì người ta giữ lại điều gì? Sự lựa chọn là gì ạ? Là chính trực. Điều rất là đặc biệt ạ. Là đổi mới. Đổi mới sáng tạo đấy. Và điều thứ 3 là tùy từng nhà lãnh đạo một. Nhưng họ rất thống nhất 2 điều. Đấy là sự chính trực. Tiếng Anh gọi là integrity. Đến khi mà tôi hỏi rằng nếu như phải giữ lại một điều thôi thì chúng ta sẽ giữ lại điều gì? Thì hơn 60% số nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã thống nhất với nhau giữ một điều, integrity, sự chính trực. Tại sao vậy? Bởi vì ai cũng hiểu, và các anh chị đang là lãnh đạo ở đây cũng hiểu như với tôi. Chúng ta khi đứng đầu một đơn vị, đứng đầu một tổ chức, đứng đầu một doanh nghiệp, thì phần lớn các quyết định nó không ở black and white, không phải giữa trắng và đen. Nếu mà như thế thì quá dễ. Thông thường do điều kiện khách quan, nó gọi là VUCA, nó mù mờ, nó khó đoán định, không quyết định được. Rồi thực tế của chúng ta cũng vậy. Rồi trong môi trường pháp luật cũng vậy. Và điều này các anh chị làm lãnh đạo còn hiểu rõ hơn tôi. Vì vậy phần lớn các quyết định của chúng ta sẽ vào ở vị trí là gì? Là gray, tức là vùng sáng. Nếu mà biết rõ trắng đen thì dễ lắm. Chúng ta sẽ phải có rất nhiều quyết định ngày hôm nay chưa biết là thực sự nó có đúng trong tương lai hay không. Chúng ta cũng chưa chắc là những điều chúng ta quyết định có phù hợp, có đúng luật pháp hay không. Thậm chí là chúng ta cũng không biết là các quyết định của chúng ta có phù hợp, có đúng ý của lãnh đạo hay không, của cấp trên hay không, của các ông chủ của chúng ta hay không, của các cổ đông hay không. Vậy điều gì sẽ giữ lại chúng ta điều đó? Thì tôi muốn chia sẻ cái từ integrity trong kinh doanh. Ngày hôm nay thì không phải là một buổi giáo dục công dân, thành ra tôi sẽ tránh nói những vấn đề liên quan đạo đức. Thế nhưng tôi muốn nói đến sự chính trực trong kinh doanh. Bắt đầu sau mùa dịch, tôi đã bắt đầu nhận thấy nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều hơn những bạn bè của tôi đã đang làm, không chỉ nói mà đang làm những cái kinh doanh mà chúng tôi nó gọi là những lợi nhuận, chúng tôi hay gọi là lợi nhuận và doanh số lành mạnh. Có rất nhiều anh chị nói rằng tôi không làm việc này nữa, tôi không kinh doanh cái này nữa. Lý do tôi biết là thị trường rất cần,
Tôi biết là người tiêu dùng vẫn cần, nhưng tôi biết những doanh thu này, những lợi nhuận này sẽ có hại cho môi trường và tôi không làm nữa. Tôi đã gặp những chủ doanh nghiệp, những nhà hàng rất lớn ở địa phương. Và lần đầu tiên tôi thấy các anh chị nói với tôi: Tiến ạ, hồi xưa em nói là em không ăn các thịt, các con động vật hoang dã, thì anh đã cười em. Nhưng bây giờ anh đã quyết định một điều là không kinh doanh những cái động vật hoang dã ở trong nhà hàng của mình nữa. Và các bạn có biết điều gì ngạc nhiên không? Hóa ra là có rất nhiều người suy nghĩ và làm giống tôi. Và bây giờ điều đấy đang lan tỏa dần. Trước đây mọi người chỉ nói không thôi, còn bây giờ thì mọi người đã lên tiếng. Và tôi nghĩ điều này ngày càng nhiều nữa. Tôi có một anh, một doanh nhân khá là nổi tiếng, phải nói là rất nổi tiếng thì đúng hơn. Anh ấy đã dừng một loạt sản phẩm liên quan đến phân bón hóa học khi anh nhận thấy rằng anh ấy đã không biết chắc là những loại phân bón hóa học này trong tương lai sẽ có hại cho môi trường thế nào. Mặc dù theo tiêu chuẩn Việt Nam thì những loại đấy chưa bị cấm, ngay trên thế giới cũng chưa bị cấm, mà mới chỉ là khuyến cáo là có lẽ chúng ta không nên dùng hoặc dùng với quy mô lớn. Anh ấy quyết định rất sớm và điều đấy đã làm thiệt hại nhiều tỷ cho doanh nghiệp. Anh ấy khi nghe tôi nói câu chuyện về doanh số, lợi nhuận lành mạnh từ kinh doanh, và chúng tôi đã được đồng ý với nhau như vậy. Tôi có quen một trong các doanh nghiệp nước ngoài lớn, rất lớn tại Việt Nam. Khi mà họ đã có những quyết định rất đặc biệt, khác với rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đấy là gì ạ? Là khi nhờ mở nhà máy, thì người ta đã liên hệ địa phương, liên hệ với các nhà đầu tư và xây những khu chung cư, những khu ký túc xá dành cho công nhân với hàng loạt các tiêu chuẩn. Nhà thì chưa được rộng lắm, chưa được thật là gọi là đẹp đẽ, thế nhưng rất là sạch sẽ, chỉn chu, có nhiều điều kiện để công nhân có thể làm việc, và đặc biệt là có cả nhà trẻ. Trước đây phần lớn cái việc này là việc tự phát, hoặc là những khu nhà ở cho công nhân nói chung là tạm bợ. Thế tại sao doanh nghiệp này lại làm như vậy? Họ nói rằng nếu mà thực sự muốn có những sản phẩm làm hài lòng khách hàng thì người công nhân khi đến nhà máy phải cảm thấy hạnh phúc. Phải làm sao để mỗi buổi sáng người công nhân hồ hởi bước vào sang nhà máy và buổi chiều họ vui vẻ quay về khu nhà ở của mình. Và vì vậy họ mới chủ động xây những cái khu ký túc xá, những khu nhà ở công nhân với những tiêu chuẩn tốt hơn. Họ có cây xanh, họ có nước sạch, họ có nhà trẻ, thậm chí họ chuẩn bị xây cả trường học nữa. Để làm gì? Để tạo ra những doanh số lành mạnh. Tiếp đến nữa, tôi muốn nói đến chất lượng, đến cái sự tôn trọng, cái uy tín khi mà các anh chị làm việc trên sự chính trực của mình. Có lẽ ở đây có không biết bao nhiêu doanh nhân đi học các trường quản trị kinh doanh đều được nói đến những bài học, ví dụ như của hãng mỹ phẩm Johnson & Johnson chẳng hạn. Năm 2010, tôi có học chung lớp học ở trường Wharton với một phó chủ tịch của hãng và nghe anh ấy kể những quyết định đau lòng khi họ quyết định là phải rút những sản phẩm mà lúc đấy mới bị nghi ngờ là có hại cho trẻ em ra khỏi kệ hàng trên toàn cầu và đã làm thiệt hại hàng tỷ đô la đối với nhà sản xuất. Thế nhưng họ đã quyết định họ rút khỏi đấy. Những câu chuyện nghe rất là xa vời khi mà cách đây 12 năm tôi học ở Wharton, thì ngày hôm nay tôi đang chứng kiến rất rất nhiều ở Việt Nam. Chỉ mới cách đây 3 tuần thôi, khi mà tôi lên thung lũng Nà Ca ở gần Mộc Châu, cách Mộc Châu 14 km, đấy là một thung lũng rất đẹp, các bạn nên đến. Và giờ này vẫn còn những quả mận rất ngon.
Mít đã tắt rồi thầy ơi. Bị mất tiếng chưa? Vẫn không nghe thấy tiếng ban tổ chức rồi. Admin ơi, mất tiếng rồi. Năm, hơn 30 năm có những cây mận rất to như thế này, và ở đấy mận ở đấy nó có năng suất rất cao, quả mận nhỏ thôi nhưng rất ngon, nhưng ngon theo cái cách chúng ta vẫn nghĩ. Mỗi một cây mận lúc đấy do được sử dụng phân bón hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu, vì vậy mỗi cây mận có thể mang lại sản lượng 150 đến 200 kg. Nhưng những năm gần đây, những người nông dân ở Nà Ca đã quyết định thay đổi. Họ đã trồng những lứa mận mới. Vẫn là những cái giống mận cũ nhưng mà đã trồng những lứa mận mới. Với cam kết không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu, chỉ dù sử dụng những sản phẩm sinh học. Và họ đã quyết định là trên cây mận cứ đến mùa sẽ bứt đi tất cả những quả mận nhỏ. Và bây giờ năng suất chỉ còn có 40 kg. Cho một cây thôi. Nhưng ngày hôm nay, quả mận ở Đà Ca đã đặc biệt khác biệt. Các bạn vào Facebook của chúng tôi, của tôi, các bạn sẽ thấy tôi khoe những quả mận lớn như thế này. Những quả mận ngọt ngào nhất. Những cây mận dù đang rất tốt, nhưng nếu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thì những người nông dân ở quyết định là sẽ chặt bỏ. Chỉ giữ những cây mận ngon nhất mà thôi. Điều đấy, họ đã làm tạo ra một cái chất lượng khác. Đã làm ra cái tên tuổi khác. Và nhờ vậy, đã tạo ra một sự tôn trọng, uy tín cho họ. Khi tôi lên rừng mận Nà Ca, ngồi giữa cánh đồng mận, bứt từ những quả mận còn nguyên phấn, và tôi chỉ lau qua lớp phấn và cắm trực tiếp, với sự tin tưởng, với sự cam kết của anh chủ vườn: Tiến ơi, anh không dùng thuốc trừ sâu ở đây em ạ. Và tất cả những điều đấy, những người nông dân đã hàng chục năm nay trồng mận với rất nhiều loại phân bón hóa học, rất nhiều loại hóa chất, mà ngày nay đã thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì anh nói với tôi, anh tin rằng những điều anh đang làm sẽ được lan tỏa, sẽ tạo ra cho anh uy tín, tạo ra anh được sự tôn trọng từ người tiêu dùng. Và quả thật những năm gần đây, anh Trung đấy, anh không cần tuyên truyền, anh cũng không cần quảng cáo, cứ đến mùa mọi người gọi lên đăng ký lên, người như tôi chẳng hạn, ít nhất là khi về cũng mua được 50 kg. Để không chỉ là làm rượu mận, không chỉ ăn mận, mà để tặng bạn bè. Và ai khi mà nhận được những quả mận của tôi đều hỏi: anh Tiến ơi, cho tôi địa chỉ của anh Trung để cho tôi đặt hàng, năm nay hết, năm sau tôi lại mua. Tôi lại muốn nói đến cái sự người ta hay nói rằng là nhờ sự chính trực, chúng ta sẽ tập trung vào được những điều tốt đẹp nhất của doanh nghiệp mình, của sản phẩm của mình, của dịch vụ của mình. Thì các bạn biết rồi, nếu mà muốn chạy theo lợi nhuận, chạy theo doanh thu, chúng ta sẽ phải làm rất rất nhiều việc mà chúng ta không muốn. Chúng ta phải lúc nào cũng phải suy nghĩ, phải đối phó với chính quyền, đối phó luật pháp, đối phó với thái phản ứng của người tiêu dùng, vân vân và vân vân. Và tôi nói thật nhé, trong cái thời buổi ngày hôm nay ấy, thì dù có qua được thời điểm này, khi mà các anh chị lợi dụng lách luật, lợi dụng những kẽ hở, thì điều đấy cũng chưa chắc đã là an toàn.
có thể 10 năm sau chúng ta vẫn phải trả giá. Khi chúng ta có thể bán được hàng cho người tiêu dùng bởi vì dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng người tiêu dùng còn dùng sản phẩm của chúng ta rất lâu dài. Họ sẽ là những quan tòa công minh nhất để đánh giá sản phẩm dịch vụ chúng ta. Rồi hơn nữa, quan tòa lương tâm của chính chúng ta nữa. Vì vậy, cái sự chính trực trong kinh doanh đã tạo ra cho các anh chị một cái hình ảnh khác hẳn. Và hơn cả, khi mà các anh chị điều hành kinh doanh bằng sự chính trực của mình, thì đấy là các anh chị đã bắt đầu xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp cho chính doanh nghiệp của mình. Và khi đấy, mỗi lời các anh chị nói ra không phải chỉ nhằm vào khách hàng, mà những người đồng nghiệp, những người nhân viên của anh chị sẽ tin tưởng vào doanh nghiệp của mình. Họ hiểu rằng người lãnh đạo của mình có một cái tâm sáng, một cách nhìn sáng. Những doanh thu, những đồng tiền lợi nhuận thu được, đấy là những đồng doanh thu, những đồng lợi nhuận lành mạnh. Và vì vậy, họ sẽ yên tâm, gắn bó. Họ cùng mình phải thực hiện những quyết định mà chúng ta vẫn nói rằng là vùng sáng. Nhưng mà họ tin rằng những quyết định dù ngày hôm nay chưa biết đúng, chưa biết sai, chưa biết thật sự là có phù hợp với pháp luật hay không, nhưng họ tin là tâm mình sáng để quyết định như vậy. Và đấy là điều lan tỏa của doanh nghiệp. Và các anh chị không thể hình dung trong cộng đồng của chúng ta, những điều tốt đẹp này sẽ được lan tỏa rất nhanh. Khi người ta nói đến một doanh nghiệp của mình, người ta không chỉ nói đến công nghệ, không chỉ nói đến doanh thu, không chỉ nói đến lợi nhuận, không chỉ nói đến sản phẩm, mà người ta nói đến một doanh nghiệp tử tế, người ta nói đến người chủ doanh nghiệp tử tế. Và điều này còn để lại cho chúng ta rất rất lâu dài nữa. Không chỉ là chúng ta yên tâm về tương lai hoạt động của doanh nghiệp trong một môi trường đầy luật pháp, đầy phức tạp như hiện nay, mà còn tạo cho lòng tin của mỗi một người, từ người chủ doanh nghiệp đến người đi làm, đến người làm thuê, để gắn bó với doanh nghiệp đấy. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất rất nhiều người sau khi mà được tôi chia sẻ như vậy đã nói với anh Tiến: anh Tiến ơi, tôi nói thật với anh, những điều anh nói rất rất nhiều lần tôi đã cũng nghĩ trong lòng, nhưng tôi không phát biểu ra được như anh. Tôi không chia sẻ được với mọi người là những cái đồng doanh thu lợi nhuận mang lại lành mạnh như vậy thì nó mang lại gì cho doanh nghiệp của mình. Tôi cũng nói thật là tôi mong muốn xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp, nhưng nhiều khi do hoạt động kinh doanh mình phải làm những điều mà chính lương tâm mình áy náy, thì mình rất khó chia sẻ điều đấy với người nhân viên. Thế mà đúng, chính xác như vậy. Và cái phần tiếp theo thì có lẽ tôi rất là mong muốn các anh chị ngày đẹp trời hãy đến với Viện Quản trị Kinh doanh FSB. Chúng ta sẽ cùng làm với nhau một bài test xem thực sự là cái này rất là thách thức đấy, thách thức về mặt cá nhân. Rất rất nhiều người không dám làm chuyện này, những bài test đấy thì chúng ta mới sẽ phải trả lời rất trung thực, không ai biết cả ngoài chúng ta, rằng là thực sự là những cái giá trị của bản thân mình là gì, đâu là những giá trị mình theo đuổi. Vâng, có hẳn những điều như vậy. Lần trước tôi có cho các lãnh đạo của doanh nghiệp rất lớn tại Việt Nam làm thử, sau khi mà tìm ra được khoảng 20 các giá trị mà họ tôn trọng, họ theo đuổi, tôi đã bảo họ bỏ bớt đi, chỉ giữ lại khoảng 5 giá trị thôi. Và tôi rất bất ngờ. Tôi rất bất ngờ, mặc dù là bài test sẽ độc lập với 70 người khác nhau, nhưng doanh nghiệp đấy đã có một sự hội tụ rất lớn. Khi mà những năm những cái giá trị chính mà họ cùng chọn thì thật sự nó dồn về một chỗ. Tôi nghĩ rằng đấy là những doanh nghiệp một cách vô tình thôi, họ đang xây dựng được những giá trị cho doanh nghiệp của mình, đang xây dựng được văn hóa cho doanh nghiệp của mình. Tôi đã đi trình bày rất là nhiều ở các nơi và rất nhiều chủ đề liên quan đến xây dựng triển khai chiến lược, liên quan đến OKR và KPI, liên quan đến tâm lý học lãnh đạo, liên quan đến marketing, liên quan đến chuyển đổi số. Như ngày hôm nay
trong thời gian 45 phút. Tôi không có cách nào mà có thể nói tất cả những điều mà các anh chị cần. Thì tôi muốn chia sẻ các anh chị những cuốn sách. Năm 2010, lần đầu tiên tôi được nghe những bài giảng của giáo sư Michael Sheldon của trường Harvard. Ngày đấy chúng tôi học ở Philadelphia và rất vinh dự được lên Harvard dự giờ giảng. Trường Wharton của tôi thì cũng chẳng kém gì trường Harvard. Thế nhưng thực sự đây là một vị giáo sư rất đặc biệt. Ông ấy là giáo sư về đạo đức học. Và không phải giáo sư về kinh doanh. Và hai cuốn sách của ông đã được công nhận là bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng cần đọc. Cuốn đầu tiên đã xuất bản vào năm 2008, tên là What's the Right Thing to Do, đã được dịch ra tiếng Việt là Phải Trái Đúng Sai. Tôi nói thật lòng, các anh chị là lãnh đạo, tôi cũng hiểu. Tôi cũng ở vị trí đấy, tôi đang quản lý 17.000 người. Tôi thường xuyên phải tự nghĩ lại với bản thân mình là What's the Right Thing to Do. Và điều này các anh chị cũng gặp phải mỗi ngày. Có đúng không? Và rồi, ở Việt Nam chúng ta, cuốn sách thứ hai, tôi không nghĩ là ở Mỹ họ lại có cách đặt cái đầu đề như vậy, cực kỳ hợp với Việt Nam chúng ta, là tiền không mua được những gì. What money cannot buy. Ông ấy đã đưa ra thêm thực tế luật pháp tại Mỹ, thực tế kinh doanh tại Mỹ, và đã chỉ ra điều một điều rằng phần lớn các điều ở trong xã hội người ta giải quyết bằng tiền. Và vậy thực sự những gì mà tiền không mua được. Đây là hai cuốn sách và tôi rất rất mong muốn các anh chị mua để đọc. Tôi không muốn kể quá chi tiết, nhưng tôi muốn nói như này. Một trong những giáo sư hàng đầu của nước Mỹ, của trường đại học lớn nhất của nước Mỹ, đã viết cuốn sách đấy. Và tiếp theo là cộng đồng doanh nhân, những doanh nhân hàng đầu thế giới đều mua để đọc quyển này. Và người ta chia sẻ với nhau trong những lúc, sau những bữa rượu, trong những bữa rượu. Rất nhiều điều ở trong những cuốn sách này đã gợi cho chúng ta, gợi mở cho chúng ta những điều quyết định đúng hơn trong tương lai. Chính nhờ sự gợi ý của cuốn sách này mà tôi muốn nói đến integrity, nói đến sự chính trực trong kinh doanh. Tôi có thể nói một cách thoải mái liên quan đến doanh thu lợi nhuận lành mạnh. Và đây là hai cuốn sách mà các anh chị hãy mua và hãy đọc. Và chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cho có một buổi chia sẻ là lãnh đạo đọc những cuốn sách gì. Có đồng ý không ạ? Hãy tin tôi, những cuốn sách tôi chia sẻ với các anh chị, đây là những điều cuốn sách mà những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới chia sẻ với nhau. Dạ vâng. Nếu như được nói gì với các anh chị sau những cuốn sách thì lại là những cuốn sách. Cách đây ít lâu, khi mà một trong những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hỏi tôi: "Này, Tiến ơi, em hay đọc và đọc nhiều, thì liệu rằng là cho anh một cuốn sách mà cho các nhà lãnh đạo cần đọc?" Tôi bảo: "Đây, có nghe anh. Cuốn sách Nhà Lãnh Đạo Tương Lai." Tại sao thế ạ? Vì ông tác giả ông đã làm những cái việc mà chính tôi cũng phải khâm phục. Ông ấy phỏng vấn 140 các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Và ông ấy đặt ra những câu hỏi rất là rõ ràng. Theo ông, thì những nhà lãnh đạo hiện nay có những cần những tố chất gì, phẩm chất gì, năng lực gì, kinh nghiệm gì, kiến thức gì? 5 điều. Và trong tương lai, rồi đặt vấn đề là năm 2030, sau đây 8 năm nữa, thì liệu rằng những nhà lãnh đạo trong tương lai sẽ cần 5 tiêu chí đấy: tố chất, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, kiến thức gì? Và quan trọng hơn nữa lại hỏi tiếp là làm thế nào để có được những điều đấy? Trong nghề đi dạy chúng tôi rất hay, và đặc biệt là trong nghề làm lãnh đạo chúng tôi rất hay nói câu chuyện tiếng Anh gọi là What to do và how to do. Là vì vậy, cuốn sách này nó giá trị như vậy. Nhưng không chỉ dừng ở đấy, ông ta mới chia sẻ tiếp là gửi đến hàng chục ngàn, mà nghe nói là 14.000 các nhà lãnh đạo và quản lý trên toàn cầu, ở nhiều quốc gia khác nhau, nhiều loại doanh nghiệp khác nhau, từ lớn đến nhỏ, và hỏi câu hỏi rằng là đây là những điều chúng tôi rút ra được, những điều mà chúng tôi tổng kết
các quý vị hãy đọc, hãy chia sẻ với chúng tôi cái gì nhất trí, những điều gì chưa nhất trí và những điều gì phản đối. Tổng hợp lại, ông ấy viết ra cuốn sách Nhà lãnh đạo tương lai. Các anh chị nên có những quyển sách này trên bàn. Và tôi nghĩ rất hay ở trong cuốn sách này, đấy là nó chỉ ra cả cách làm để chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo vững vàng trong tương lai, cho năm 2025, cho năm 2030. Dạ vâng. Và một cuốn sách tôi cũng rất muốn chia sẻ. Cuốn sách này thì của Chris Voss. Tôi muốn nói như này. Mọi người hay hỏi tôi về cuộc sống của nhà lãnh đạo. Và tôi cũng quan sát những nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Tôi cũng đặt ra những câu hỏi. Thì tôi rút ra một điều như này. Trong cuộc sống của chúng ta phải cân bằng với các thỏa hiệp. Tôi nói lại, cân bằng với các thỏa hiệp. Chúng ta đang phải thỏa hiệp với chính con chúng ta. Chúng ta nhiều khi rất nóng giận rồi, nhưng vẫn phải định nó. Con ơi, ăn đi thì mẹ cho chơi game. Vâng, cố gắng được điểm 10 thì sẽ được đi chơi. Phải cố gắng thi IELTS được 6.5 thì sẽ được chơi game thoải mái. Thì chúng ta đang phải thỏa hiệp với cấp trên, nhiều khi là khó chịu lắm rồi, chỉ muốn vỗ đít đứng dậy bỏ việc. Thế nhưng công việc này nó đang tốt, nó mang lại thu nhập cho tốt, chúng ta lại thỏa hiệp. Chúng ta đang thỏa hiệp với rất nhiều cấp dưới bố láo, bởi vì không may bố chúng nó, mẹ chúng nó lại con của, lại là con là cháu của vị quan chức cao cấp. Chúng ta phải thỏa hiệp khi đi ngoài đường, vân vân và vân vân. Thì hồi học tôi có đọc được cuốn sách này, và khi mà cuốn sách này được mang về Việt Nam thì tôi thường xuyên chia sẻ với các nhà lãnh đạo, đừng bao giờ chia đôi lợi ích. Và đây là một cuốn sách của một tác giả vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy mở ra đọc ở phần ông tác giả trước đã, các bạn sẽ hiểu là tại sao tôi lại khuyên các bạn đi đọc sách của một nhân vật kỳ quái như vậy. Các bạn hãy đọc nhé. Đấy, từ nãy giờ tôi giống ông bán sách không ạ? Lý do là 45 phút làm sao mà có thể chia sẻ được tất cả những điều các bạn cần. Những cuốn sách sẽ giúp tôi điều đấy. Dạ vâng. Trong những thời gian còn lại thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị chính cái câu chuyện mà tôi đã bắt đầu. Mọi người hỏi tôi nhiều lắm ạ. Nói về, đấy, lúc nãy tôi nói là về tố chất, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, kiến thức của người lãnh đạo. Tố chất thì do trời sinh rồi. Có đúng không ạ? Kiến thức thì chúng ta có thể học được. Kinh nghiệm thì qua thời gian. Năng lực thì cần phải có thử thách. Vậy thì người lãnh đạo cần những phẩm chất gì? Nếu mà đọc sách cổ, thì có những cái tiêu chí của phương Đông và phương Tây, mặc dù phát biểu khác nhau nhưng người ta cũng cùng hướng về những điều chung thôi. Và ngày hôm nay tôi đã bắt đầu tiên là bằng sự chính trực. Và bây giờ tôi vẫn nói lại cái điều đầu tiên, điều mà còn lại đối với những nhà lãnh đạo là sự chính trực. Tại sao thế? Tại vì khi mà nghiên cứu về cuộc đời của rất nhiều nhà lãnh đạo, rồi nghiên cứu về cái sự phát triển của rất nhiều công ty, tôi nói ví dụ như một trong những cuốn sách rất là hay là Good to Great, từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins chẳng hạn. Ông ta đã bỏ ra hàng chục năm để nghiên cứu những công ty tốt, và sau đó ông ta nói rằng đây là những công ty vĩ đại. Và tôi nói mà bạn biết, lùi lại đến thời gian này, tức là sau gần 20 năm cuốn sách đấy ra đời, thì rất rất nhiều công ty vĩ đại cũng đã biến mất rồi.
Tại sao thế? Tôi đã đặt ra câu hỏi là tại sao như vậy? Và cố gắng nghiên cứu để trả lời câu hỏi đấy. Thế thì tôi mới chợt nhận ra rất rất nhiều nhà lãnh đạo có tiếng, nổi tiếng, rất rất nổi tiếng. Họ đã quyết định bằng sự thông minh, sự ứng biến, sự linh hoạt, sự hiểu biết của mình đã tạo ra hàng loạt các quyết định. Và các quyết định đấy đã giải quyết được những vấn đề rất rất khó khăn của doanh nghiệp của họ. Thế nhưng họ lại giải quyết vấn đề bằng những hành động, những hành vi mà ngày hôm nay sau khoảng lùi 10 năm, 20 năm, người ta nói rằng những quyết định đấy không dựa trên sự chính trực của người đứng đầu. Nhưng họ đã giải quyết được nhanh chóng những vấn đề tại thời điểm đấy. Và khi giải quyết được nhanh chóng những vấn đề tại thời điểm đấy, thì đã họ gặp được một câu chuyện rất rất tệ là luôn luôn tạo ra họ những vấn đề trong dài hạn. Còn những doanh nghiệp mà những nhà lãnh đạo đã khi giải quyết vấn đề đã có cái tầm nhìn xa, trông rộng và họ đã đặt sự chính trực của chính bản thân mình lên để quyết định, thì mặc dù tại thời điểm đấy họ có khó khăn, thế nhưng về lâu dài, ít nhất là tại thời điểm này, doanh nghiệp không những chỉ đứng vững mà còn phát triển và chứng minh được cái sự lựa chọn là không chỉ là doanh nghiệp tốt mà là một doanh nghiệp vĩ đại. Điều này là điều vô vô cùng khó. Và đặc biệt là khi mà người lãnh đạo quyết định là tôi sẽ quyết định trên sự chính trực, cái sự tính chính trực của bản thân mình, thì có một điều đặc biệt là các nhà lãnh đạo đều chia sẻ. Đấy, khi quyết định như vậy, mặc dù có thể tổn thất về tinh thần, về tiền bạc, về nhiều chuyện nữa, thế nhưng tôi được là chính mình. Và vì vậy, họ có lòng tin vào tương lai. Họ yên tâm phát triển trong tương lai. Nói như vậy, nó rất khó. Nhưng tại sao ngày hôm nay tôi lại nói rất rất nhiều như vậy? Dạ vâng. Tại vì tôi muốn nói như thế này. Tại thời điểm này là thời điểm có rất rất nhiều nhà lãnh đạo. Tôi muốn nói. Rất nhiều nhà lãnh đạo của chính quyền, của các doanh nghiệp lớn đang phải suy nghĩ lại những quyết định của mình. Những quyết định có thể là cách đây 10 năm, 15 năm và họ chợt nhận ra những quyết định nào mà không dựa trên sự chính trực của bản thân sẽ mang lại những hậu quả trong thời gian lâu dài. Có thể giải quyết được những vấn đề tại thời điểm đấy, nhưng bây giờ họ đang phải đối diện với nó. Dạ vâng. Khi mà mọi người hay hỏi tôi câu chuyện này thì tôi muốn đi trước một chút. Kinh nghiệm, quan sát thì nhận thấy phần lớn những người mà chỉ có sự chính trực thì rất khó sống trong xã hội. Thậm chí là trở thành những người quá khô cứng, nguyên tắc và thậm chí là thô bạo trong quan hệ nữa. Thế rất nhiều người đã hỏi tôi và tôi trả lời như thế này. Người lãnh đạo cần có sự chính trực, nguyên tắc cho bản thân mình để có thể sống được và là chính mình. Nhưng cần có sự mềm dẻo, cần có biết cách thỏa hiệp để tồn tại trong xã hội. Điều này là giúp cho chúng ta tồn tại và phát triển. Nếu mà chúng ta không có nguyên tắc, thì chúng ta sẽ đánh mất mình. Chúng ta quá nguyên tắc, không có sự mềm dẻo cần thiết, thì chúng ta cũng rất rất khó sống trong một xã hội. Được không ạ? Thế bây giờ thì tôi muốn nói, người ta nói sự chính trực thì dễ, nhưng vậy thực sự, ở đây tôi chỉ bàn trong kinh doanh, thực sự là làm thế nào để giữ được sự chính trực trong kinh doanh? Thì tôi muốn nói này, thực ra cái này thì tôi chia sẻ riêng nữa, cái này thì phần lớn là các nhà lãnh đạo ít khi nói ra ở đám đông và chỉ nói ra trong những chỗ riêng tư, trong những bàn rượu ít người. Đấy là nguyên tắc đạo đức. Mỗi người có những nguyên tắc hoàn toàn khác nhau. Và tốt nhất, tuyệt đối không dùng nguyên tắc của mình để soi người khác. Mỗi người giữ cho mình nguyên tắc của mình. Và nếu như thực sự
chưa động bị động chạm vào những tôi muốn nói như này. Các anh, các chị là lãnh đạo, chọn cho mình một vài, nếu một thì tốt nhất, nguyên tắc về đạo đức. Và tự xác định là nếu chưa bị chạm vào chỗ này, chúng ta hoàn toàn có thể thỏa hiệp, có thể mềm dẻo. Được không ạ? Nguyên tắc nào thì chúng ta sẽ là điều tự chọn, tôi có thể gợi ý thôi. Thứ hai, cái điều này là vô cùng khó. Tôi đã đề nghị không biết bao nhiêu các lãnh đạo làm cái bài test này mà không thành công. Đấy là trung thực khi đánh giá, khi nhìn bản thân mình. Tôi đã đề nghị rất là nhiều lần là với 5 tiêu chí tôi vừa nói, tố chất, phẩm chất, kiến thức, năng lực và kinh nghiệm, các anh chị phải viết ra là xem thực sự mình có những tố chất gì, mình có đủ thông minh hơn người khác không? Tôi không tin lắm. Trong phẩm chất thì chúng ta có những phẩm chất gì? Trong năng lực chúng ta có năng lực gì? Trong kinh nghiệm chúng ta có kinh nghiệm gì? Vân vân. Và điều này thì làm cho mọi người vô cùng khó khi mà trung thực với chính bản thân mình. Điều tiếp theo là gì ạ? Là làm sao đối xử bình đẳng và tôn trọng với mọi người như chính với mình. Rất rất nhiều các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẵn sàng thể hiện ra sự tôn trọng với mọi người là khách hàng. Thế nhưng rất rất khó làm điều đấy với đồng nghiệp, với cấp dưới, với nhân viên của mình. Anh chị thử xem ạ. Và rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Tất nhiên là điều tiếp theo trong sự chính trực thì chúng ta phải có văn hóa về sự trung thực. Điều này không dễ, nhưng mà tôi muốn nói như này. Cái sự trung thực đây không phải viết ra, không phải nói ra, mà sự trung thực với chính bản thân mình trong các quyết định. Đấy mới là bí quyết. Và cái này rất khó, đặc biệt với lãnh đạo. Trong số các anh chị ngồi đây, ai đã từng ở trước đám đông nói rằng xin lỗi tôi đã sai và bây giờ tôi quyết định sửa sai như sau và bây giờ tôi sẽ quyết định là thực hiện những biện pháp này để những sai lầm đấy không lặp lại? Vô cùng khó, bởi vì nhận sai chưa đủ, xin lỗi chỉ là một trong ba điều mà chúng ta cần làm đấy thôi. Và thôi, khi mà sai thì cần phải xin lỗi. Điều là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải chỉ ra là chúng ta sẽ bao giờ khắc phục được chuyện này. Ai làm chuyện đấy, thời hạn nào làm xong chuyện đấy. Và điều thứ ba khó hơn, cái này thì đúng là với các bà vợ là nên học kinh nghiệm này, là chỉ ra các hành động biện pháp, kể cả suy nghĩ, để cái sai lầm đấy không bao giờ được tái diễn. Đấy mới là cái khó. Trong số anh chị đã bao nhiêu người đã làm được những việc như vậy? Dạ vâng. Thì sau khi suy nghĩ này thì tôi luôn luôn tạo cho mình một thói quen, tức là như thế này. Khi mà chúng ta bán một sản phẩm, bán một dịch vụ cho khách hàng, chúng ta luôn suy nghĩ một cách đơn giản là bản thân mình muốn một sản phẩm như thế nào, muốn một dịch vụ như thế nào thì mình làm cho khách hàng như vậy. Chúng ta có thể là những người rất khắt khe, đòi phải ăn ngon, đòi phải phục vụ thật tiện tận tình, phải chu đáo, thực phẩm phải thực phẩm sạch, tươi ngon vân vân. Thì chúng ta đã đặt mình ở vị trí đấy của khách hàng để cho những quyết định. Giờ này không phải là giờ để buổi, nhất là ở FSV thì càng không phải là giờ giáo dục công dân. Nhưng mà các anh chị có thấy là những điều này chúng ta đang đối diện hàng ngày. Hàng ngày chúng ta đang phải đối diện những câu chuyện này. Và đấy là vì sao mà tôi lại chọn một chủ đề nó khác hẳn các chủ đề mà các trường quản trị kinh doanh đang chia sẻ. Tôi muốn nói như này, nếu như các anh chị đi học MBA, tôi nói là nếu như đi học MBA của những trường hàng đầu thế giới, thì sẽ có hẳn một cái môn mà tôi ít nhất là tôi biết FSB chưa đưa vào thành môn chính, đó là môn đạo đức. Và thậm chí môn đạo đức kinh doanh này được dạy trong ngay thời gian ban đầu của khóa học. Rất rất nhiều người đã ngạc nhiên. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi đọc những giáo trình như vậy. Và tôi muốn nói, khi mà đọc những giáo trình như vậy, đã làm tôi quyết tâm để làm sao viết ra được cái phần này. Thực ra mà nói, nếu mà đầy đủ, tôi cần khoảng 3 tiếng đồng hồ
để trình bày. Còn trong 45 phút thì tôi nghĩ rằng những điều mà tôi vừa chia sẻ là có thể sẽ đủ cho các anh chị. À, tôi cũng muốn nói luôn là này, giữ được nguyên tắc sự chính trực để trở nhà thành lãnh đạo là trở thành chính mình. Thế nhưng sẽ làm cho các anh chị vô cùng khó khăn trong cuộc sống. Các anh chị phải có sự mềm dẻo, thích ứng thì cho phép chúng ta tồn tại. Và điều đấy sẽ giúp cho các anh chị có thể có sự phát triển, có sự hòa hợp. Và tôi nói lại, bản chất trong cuộc sống là sự thỏa hiệp, là chúng ta phải cân bằng giữa các thỏa hiệp. Chúng ta phải thỏa hiệp với rất nhiều nơi. Dạ vâng. Người ta nói rồi đấy, nguyên tắc là chân lý sống, sống còn, là cơ sở để xây dựng những sự thích ứng với là để duy trì được nguyên tắc. Phải đủ mềm dẻo thì mới duy trì được các nguyên tắc của chính bản thân mình. Chắc là còn rất rất nhiều điều mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ, nhưng mà trong 45 phút thì có lẽ là sẽ không đủ. Thế tôi muốn dành thời gian còn lại để có thể có những trao đổi và chúng ta có thể có những sự chia sẻ sâu hơn nữa. Và tôi cũng sẵn sàng để chờ đợi những câu hỏi của các bạn. Còn nói lại, tôi nói lại, 45 phút tôi đã chia sẻ các bạn những cuốn sách và các bạn hãy mua, hãy tin những cuốn sách đấy thực sự giá trị với các anh chị. Điều thứ hai, đấy là tôi nhắc lại sự chính trực. Tôi nói rất rõ ràng, đây là sự chính trực trong làm kinh doanh cho những doanh nhân. Và hãy tin tôi là những điều đấy sẽ giúp cho anh chị có rất rất nhiều cái điều mà các anh chị có thể yên tâm trong tương lai. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ quay lại với cả MC Thủy Vân. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến với những chia sẻ vừa rồi. Và chắc chắn là bản thân quý vị cũng đã tự ghi chép được cho mình kha khá nhiều thứ. Bản thân tôi thì cũng vậy. Khi mà lắng nghe anh Tiến chia sẻ thì cũng đã có những cái điều mà tôi gọi, wow, tại sao lại thế nhỉ? Và tôi đã phải cố gắng để lắng nghe xem là có những cái lý giải như thế nào để cho chúng ta buộc phải thừa nhận rằng đó là một trong những điều mà chúng ta nên xem xét, suy nghĩ và thay đổi ạ. Ngày hôm nay thì anh cũng đã, Thủy Vân thấy là như này, người ta vẫn nói là để mà giải quyết một vấn đề phải thấy cả cái rừng cây, sau đó thì mới thấy từng cái cây. Giống như khi anh chia sẻ rằng là một nhà lãnh đạo như thế nào là một nhà lãnh đạo thành công, và để có thể thích ứng được với cái thời đại mới này thì anh đã đặt ra cho chúng tôi một cái từ, đó là từ chính trực. Và bản thân Thủy Vân suy nghĩ rất là nhiều, và cái từ chính trực này nó giống như là nó sẽ giống như một cái kim chỉ nam. Bản thân doanh nghiệp muốn phát triển, bản thân doanh nghiệp muốn đi về đâu thì cái tư duy của nhà lãnh đạo cũng sẽ cần phải có một cái sự thay đổi và thích ứng như vậy. Bây giờ thì chắc là Thủy Vân sẽ đặt ra những câu hỏi mang tính chất là đi vào từng cái cây nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì trước khi anh đã chia sẻ với mọi người là có rất là nhiều các doanh nghiệp nói với anh Tiến rằng là anh Tiến ơi, thì bây giờ sau dịch rồi, cái câu chuyện phát triển kinh doanh nó sẽ như thế nào? Có một câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm, đó là vậy thì anh nhận định cái việc thay đổi trong hoạt động kinh doanh trước và trong đại dịch nó có sự thay đổi, có sự khác nhau như thế nào? Và rất là nhiều anh chị đang quan tâm đến câu hỏi này. Vâng, tôi muốn chia sẻ thế này, các anh chị có thể thấy ngay. Sau dịch, các cái doanh nghiệp đều cố gắng hướng đến các cái kinh doanh mà hướng đến con người. Tôi khẳng định rồi, khi các anh chị sau dịch này, sau mùa dịch dài như vậy, 2 năm, thì các anh chị sẽ nhận thấy rằng nếu như các anh chị tập trung vào những sản phẩm dịch vụ hướng đến con người, chúng ta cũng làm kinh doanh, ăn uống chẳng hạn. Nhưng giờ này, cái từ nó gọi là healthy food, gọi hay là thêm nữa là thực phẩm sạch, vân vân, nó sẽ có giá trị hơn xưa rất nhiều. Vâng. Và bây giờ lại có một đoạn nữa, khi mà nói đến healthy food là mọi người hay nhấn mạnh đến câu chuyện là những đồ ăn này có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh trong tương lai. Vâng. Các anh chị có để ý rằng là càng ngày càng nhiều những sản phẩm như vậy. Vâng. Người ta ít nói đến thuốc, nhưng người ta nói nhiều đến thực phẩm chức năng. Và khi nói thực phẩm chức năng thì bây giờ tất nhiên là lúc nào cũng vậy thôi. Người ta vẫn sản phẩm nhiều nhất là bán để đỡ cho chống béo. Thì phụ nữ thì bao giờ sợ béo. Thế nhưng mà bây giờ người ta nói đến nhiều đến là ăn những sản phẩm này không phải vấn đề là chỉ là không béo. Mà nó sẽ tạo ra sự cân bằng của cơ thể, tạo ra được cái trao đổi nội tiết, tạo ra được cái sự lành mạnh hơn cho các chỉ số của bản thân. Tiếp đến nữa
là đặc biệt những sản phẩm mà liên quan đến gì ạ? Đến sức khỏe. Các anh chị để ý thấy rằng nếu như trước đây mọi người nói nhiều đến yoga, đến gym đúng không ạ? Chính xác không ạ? Đến các hoạt động, thì bây giờ người ta nhấn mạnh đến hơn những hoạt động chăm sóc sức khỏe mà tiếp xúc với môi trường tự nhiên nhiều hơn. Anh chị có thể thấy ngay. Hướng tới thiên nhiên, thuận theo tự nhiên đúng không anh? Rồi quảng cáo du lịch. Thì gần đây những quảng cáo du lịch về sự sang chảnh 5-6 sao bớt đi. Mà những sự quảng cáo là đi về thiên nhiên nhiều hơn. Một thị trường mà hôm nọ các bạn hỏi tôi nói ngay là các bạn không cần phải làm dịch vụ khách sạn 5-6 sao nữa, mà hãy làm những dịch vụ camping, lều trại. Tôi nói nhé, một đêm đi cắm lều, sinh hoạt ở ngoài có chi phí nhiều hơn một khách sạn 5 sao với giá khoảng 2-3 triệu bây giờ. Dạ. Và mọi người rất sẵn sàng ở khổ. Và thậm chí rất là hạnh phúc, vui vẻ. Và người ta khoe với nhau. Tôi nói thật, bây giờ mà đi một cái resort 5 sao ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, nói tóm lại là trừ các cô gái trẻ thì khoe thôi. Còn nói tóm lại mọi người không ai khoe nữa. Dạ. Thế nhưng nếu mà có một hôm, kể cả lên gần đây, Ba Vì, rồi lên ngay Hòa Bình, cắm trại, dựng lều, nướng gà, rồi đàn cho nhau nghe, không gọi là đi ba đi sàn nữa, mà đàn cho nhau nghe, và người ta khoe rất nhiều. Tức là những cái dịch vụ như vậy. Tiếp đến các bạn biết giờ bia mở cửa rồi, thì người ta lại nói đến du lịch nước ngoài, cũng lại không khoe. Bây giờ người ta không chụp ảnh là chụp dưới chân tháp Eiffel, chụp tại tháp nghiêng ở Pisa nữa. Cái đấy là dành cho những người chắc là tôi không rõ lắm. Thế nhưng bây giờ người ta bắt đầu khoe là lâu lắm rồi tôi mới quay lại châu Âu. Tôi được nghe một buổi hòa nhạc. Tôi được nghe một vở hòa nhạc ở một bản nhạc kịch. Người ta khoe là tôi đứng ở giữa cánh đồng lavender. À, bây giờ ở Pháp đang là mùa lavender đấy. Đấy. Thế thì khi các anh chị hỏi tôi thì tôi đấy, những hướng kinh doanh nào mà hướng đến con người và hướng đến thiên nhiên, hướng đến bảo vệ môi trường, thì các anh chị sẽ thấy rằng khách hàng sẽ khác hẳn. Dạ. Dạ vâng. Và các anh chị sẽ có được rất nhiều doanh thu và lợi nhuận. Này rất phù hợp với khái niệm mà tôi viết ra. Đấy là doanh thu lợi nhuận lành mạnh. Dạ. Thực ra cái chữ lành mạnh là tôi chưa chọn được từ đắc ý đâu. Nhưng mà tôi chọn được. Vâng. Vâng. Đó là những cái gợi ý mà diễn giả Hoàng Lan Tiến muốn gửi tới tất cả các anh các chị ạ. Có một câu hỏi nữa mà mọi người cũng rất là quan tâm. Đó là, tức là vào cái thời điểm hiện tại sau dịch như thế này, dường như là các doanh nghiệp bắt đầu phục hồi ạ, thì họ rất quan tâm đến là cái công cụ nào để đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp hiện tại của họ, và thậm chí là trong một cái tương lai gần 1-2-3 năm tới đây anh. Vâng. Nói đến doanh nghiệp thì phải nói đến khách hàng. Dạ. Chúng ta đã có thời rất dài nói về khái niệm gọi là omnichannel. Vâng. Tức là đại khái là chúng ta phải tiếp xúc với tất khách hàng, tất cả mọi. Bởi vì trước đây doanh nghiệp thì quen là khách hàng sẽ lên quầy, vâng, ngồi trao đổi, rồi khách hàng sẽ gọi điện bằng đường dây nóng, dạ, khách hàng gửi email. Vâng. Bây giờ đã có thời rất dài chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải phục vụ tiếp cận khách hàng trên tất cả kênh. Họ gọi điện cũng được, gửi email cũng được, người ta đến trực tiếp cũng được, người ta nhắn tin trên Facebook, Zalo cũng được, vân vân và vân vân. Dạ. Chúng tôi đếm ra có khoảng 12 kênh khác nhau. Và làm sao là phải xây dựng một hệ thống nhận dạng, định dạng khách hàng, định danh khách hàng, để làm sao mà chúng ta nhận dạng được hết. Vâng. Những từ đấy là hay lắm. Rồi customer 360, tức là chúng ta phải làm sao để vây quanh được khách hàng, rồi phải làm đủ mọi thứ. Dạ. Bây giờ người ta có một từ khác. Dạ. Ở trong mùa dịch thì chúng tôi rất thâm thiến, nó gọi là empathy customer. Xin lỗi tôi dùng tiếng Anh, nhưng bởi vì là tôi phải dùng từ tiếng Anh trước. Empathy customer, chúng tôi dịch là thấu cảm khách hàng. Thấu cảm chứ không phải thấu hiểu. Vâng, chúng ta đã hiểu được khách hàng, vâng, mục tiêu, nhưng bây giờ chúng ta phải thấu cảm được khách hàng. Khó. Vâng, tôi nói ví dụ thế nào là thấu cảm khách hàng. FPT Telecom chúng tôi vào trong mùa dịch, tôi mới ra lệnh cho anh em, dạ, là trên đường đi làm anh em mang theo những cái túi quà, những quả bí, những cái cành cây xả, những quả dứa, những quả mướp và quả chanh, và các em được phép dừng lại trên đường cho những khách hàng mà các em đã biết. Dạ. Không, họ không hỏng hóc, không cần lắp mới gì hết. Dạ. Bấm chuông. Ai đấy?
Bảo con ở FPT, FPT nào nhỉ? Bảo con ở bên lắp mạng internet. Dạ. Wow, họ ra và mừng rớt nước mắt. Quà thì không có gì cả. Dạ. Nhưng họ bảo nhà bên phải F0, nhà bên trái F0 đóng kín cửa. Và họ nói rằng trong mùa dịch sợ nhất là mất điện, mất nước và mất mạng, à, mất mạng internet. Dạ. Vâng. Và lúc đấy chúng tôi đã hiểu, chúng tôi chạm vào được trái tim khách hàng. Và lúc đấy chúng tôi cũng yêu cầu là kể cả khách hàng sử dụng mạng của đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu hỏng ở trong vùng dịch các bạn cũng sửa. Dạ. Đấy là chúng tôi hiểu là giữa lúc giãn cách, giữa lúc cách ly thì con người ta vô cùng cô đơn. Vâng. Và có thể là cô độc. Dạ. Thì cái sự chạm vào cảm xúc như vậy rất là đặc biệt. Thế thì khi mà các anh chị ngày hôm nay kinh doanh, thì khi mà tôi nói là hướng đến con người, thì các anh chị cũng hãy nhầm cái chữ đấy cho tôi. Yeah. Empathy customer, tức là thấu cảm với khách hàng. Yeah. Và khi các anh chị thực sự nghĩ rằng mình đang làm sản phẩm, đang làm dịch vụ, làm được điều đấy, thì khách hàng sẽ không có cách nào rời bỏ được anh chị. Và chắc chắn những khách hàng như vậy sẽ là trở thành những chúng tôi gọi là đài phát thanh tuyên truyền cho chính anh chị. Tôi kể chuyện như này. Chúng tôi có phục vụ gia đình ở một đầu ngõ. Cái bác đấy ấy, là một cười lắm. Nhà bác hôm đấy là đứt internet, quân tôi đến. Thế thì chả ai quan tâm đến internet cả. Hóa ra nhà đấy đang đỡ con bỏ, đỡ con bê. Đỡ để cho người còn có thể biết, đỡ để cho bê thì chắc chưa ai học. Thế mà cái cậu kỹ thuật của tôi, cậu search rất nhanh. Trong vòng 2 phút, cậu học được cách đỡ bê. Cởi bộ đồ đồng phục, đỡ con bê đấy. Và từ đấy trở đi, bác đấy trở thành gọi là vệ sĩ chúng tôi tại cái hẻm đấy. Các nhân viên đối thủ cạnh tranh đi vào hẻm để bán hàng. Thằng kia, mày vào đây làm gì? Đi ra ngoài. Hẻm này toàn người già mấy trẻ con, toàn người già mấy trẻ con. Chúng mày vào đây làm gì? Đi ra ngoài. Nhưng bác lại rút điện thoại. Alo, mày đến đây ngay. Cái gia đình họ về quê trong đợt dịch bây giờ lên rồi. Bác đã bảo rồi. Và họ dùng FPT đấy. Thấu cảm khách hàng. Dạ. Ở chỗ này. Thế thì các anh chị nếu mà khó khăn khi quyết định là phải làm gì, thì đấy câu trả lời. Và câu trả lời tiếp theo rất quan trọng. Dạ. Công nghệ. Rất rất nhiều người hỏi tôi, anh Tiến ơi, liệu rằng chuyển đổi số có phải là phong trào hay không? Tôi muốn nói đúng. Hiện nay đang trở thành một phong trào. Thế nhưng rất quan trọng là mọi người đã hiểu được một điều là để có thể tạo ra sự khác biệt. Dạ. Tạo ra sự đột phá. Và đặc biệt để có thể chạm được đến trái tim khách hàng phải dùng công nghệ. Ừ. Bây giờ dùng sức người không đủ nữa. Dạ. Và nếu không có công nghệ, tôi nói thật nhé, vì khách hàng tiện thì rút điện thoại ra gọi, tiện thì người ta gõ trên Zalo, Facebook để chatting với mình, tiện nữa thì thậm chí người ta post một cái status ở trên Facebook người ta mắng chửi mình, có đúng không? Dạ. Thế làm sao mình nhận ra được chuyện đấy? Vâng. Nếu không nhờ công nghệ. Dạ. Vâng. Còn nhiều điều nữa, công nghệ và đặc biệt chuyển đổi số sẽ mang đến cho các doanh nghiệp. Dạ. Xin lỗi, tôi nói hơi dài về chủ đề này, vì đây là chủ đề mà gọi chủ đề kiếm tiền của chúng tôi. Dạ. Anh cứ tiếp tục nếu như anh còn điều gì chia sẻ. Tôi mời chị. Vâng. Như vậy là chúng ta có hai yếu tố mà rất là quan trọng để đánh giá ở đây, đó là khách hàng và công nghệ, đúng không ạ? Vâng. Đó là những cái yếu tố rất là then chốt. Lúc nãy anh còn chia sẻ khá nhiều về cái câu chuyện là nhân viên của anh này. Những câu chuyện anh nắm bắt được trong công ty của mình rất là nhiều. Vậy thì với những kinh nghiệm của một người làm lãnh đạo nhiều năm rồi, anh làm thế nào để duy trì được cái tâm huyết và cái đam mê dành cho nhân viên ạ? Bản thân anh thì rõ ràng tâm huyết rồi, cái nhà lãnh đạo thì bao giờ cũng tâm huyết rồi, nhưng làm thế nào để truyền cái điều đó cho nhân viên của mình? Tôi nghĩ là rất là nhiều các anh chị ở đây có nhân viên rồi, nhưng làm thế nào để nhân viên cũng giống mình, phục vụ công ty giống như mình? Vâng. Vâng. Thực ra tôi muốn nói như này, thường người ta hay nói đến câu chuyện này là câu hỏi văn hóa doanh nghiệp. Yeah. Rồi. Văn hóa doanh nghiệp thì là văn hóa của người đứng đầu. Nhưng mà đến khi mà nó đã lan tỏa thì nó lại tác động ngược trở lại. Thậm chí là một doanh nghiệp khi mà có văn hóa tốt thì khi mà thay đổi lãnh đạo, thay đổi người đứng đầu, nó vẫn tiếp tục duy trì được. Thì tại sao tôi nói câu chuyện như vậy? Các anh chị đều biết yếu tố thành công của mọi doanh nghiệp đấy là làm cho khách hàng hài lòng. Khách hàng hài lòng thì chúng ta yên tâm. Sản phẩm chúng ta có thể có khiếm khuyết. Dạ. Và khó ai có nói chuyện hoàn hảo. Dạ. Dịch vụ chúng ta lâu lâu cũng lại có vấn đề. Nhưng thực sự khách hàng đã hài lòng. Dạ. Thì chính họ sẽ bảo vệ mình. Dạ. Thế làm thế nào để khách hàng hài lòng? Dạ. Muốn làm cho khách hàng hài lòng thì đầu tiên là người nhân viên phải hạnh phúc.
nhân viên hạnh phúc là thế nào? Là người nhân viên mà mỗi buổi sáng thì vui vẻ thì đến công ty, và buổi chiều thì hồ hởi, mỗi buổi sáng thì hồ hởi đến công ty, và buổi chiều thì hồ hởi quay về nhà. Đơn giản thế thôi. Rất rất nhiều người mỗi buổi sáng đi làm là một nơi làm điều khủng khiếp. Mặc dù đấy là nơi họ có thể kiếm được tiền. Dạ. Nhưng biết họ biết ở đấy họ bị chèn ép, họ bị bắt nạt, họ bị đối xử không công bằng, thậm chí họ có thể bị lợi dụng. Dạ. Họ bị kèn cựa vân vân và vân vân. Và họ thấy đấy là nơi đi làm rất độc hại. Dạ. Nhưng bởi vì cuộc sống, mưu sống, thì người ta vẫn phải đi làm. Dạ. Rồi người ta lại mang tất cả những tâm trạng đấy mỗi một ngày đi làm, mang về gia đình. Dạ. Sẽ làm độc hại, vần đục cái mối, cái tình cảm ở trong gia đình, mối quan hệ trong gia đình với bố mẹ, với vợ chồng, với con cái. Thì nếu mà làm cho được người nhân viên hạnh phúc thì chắc chắn khách hàng mình sẽ có thể hài lòng, có thể thôi vì nó còn nhiều yếu tố khác, nhưng đầu tiên người nhân viên phải hạnh phúc. Và điều này sẽ là có tính lan tỏa. Nếu người đứng đầu nghĩ như vậy thì những người lãnh đạo ở các tất cả các cấp thấp hơn sẽ không thể nào làm khác đi được. Và điều đấy người nhân viên họ sẽ cảm thấy ngay. Kể cả những người nhân viên mới, họ có thể lao động rất vất vả, nhưng họ hiểu rằng tôi đang đứng trong một đội ngũ, tất cả từ chủ tịch cho đến anh kỹ thuật, từ tổng giám đốc đến cô dịch vụ khách hàng đều chia sẻ nhau một mục tiêu, đều hướng đến một mục tiêu đấy, thì sẽ làm được điều này. Dạ. Miễn là chúng ta có tâm để mà làm cái điều đó, đúng không anh? Không dễ đâu. Tôi nói thật là có tâm xong rồi nghĩ là một chuyện, còn ý hành động là chuyện, hành động là chuyện khác. Và hành động có đúng hay không là chuyện khác nữa. Vâng ạ. Thực ra thì ít nhất là ở đây chúng ta có cái mũ là cái văn hóa doanh nghiệp rồi ạ. Tức là cái văn hóa doanh nghiệp này nó cũng sẽ tác động đến cái việc là chúng ta ứng xử với khách hàng của mình như thế nào. Còn cái việc làm thế nào để tạo ra một cái người nhân viên hạnh phúc thì tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc rất nhiều vào cái người lãnh đạo ạ. Bởi vì có rất nhiều tiêu chí để đo một cái hạnh phúc, về tiền công, tiền lương, thậm chí là cái cơ hội thăng tiến, rồi thậm chí là cái môi trường làm việc. Vì tôi nghĩ là cái đấy thì chắc là khó có thể đặt câu hỏi cho anh một cách cụ thể. Nhưng rõ ràng ở đây chúng ta có cái mũ là văn hóa doanh nghiệp. Bây giờ chị vẫn có một câu hỏi khác, một câu hỏi mà cũng rất là nhiều người quan tâm. Các anh chị ở tham gia ngày hôm nay thì có rất là nhiều người là những doanh nghiệp SME ạ. Và thậm chí là có những doanh nghiệp ở đây là quản lý theo kiểu gia đình. Và bản thân các anh các chị cũng đôi khi cảm thấy khá là nhức nhối trong cái việc là với cái tư duy quản lý gia đình, làm thế nào để tôi có thể phát triển và thay đổi doanh nghiệp theo hướng hiện đại hơn, phù hợp với cái thời đại này hơn. Anh có thể chia sẻ không ạ? Tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ là tất cả các doanh nghiệp gia đình là đều rất thành công. Dạ. Nhưng phải có bí quyết đúng không ạ? Vâng. Và không bí quyết thì đã phá sản rồi. Vâng. Thế nhưng thực ra mà nói, đối với các doanh nghiệp gia đình thì vấn đề lớn nhất là vấn đề tìm người kế nghiệp. Dạ. Tất cả những người founder, những người sáng lập ra các doanh nghiệp và bây giờ đã thành công thì bởi vì họ lao động chăm chỉ mỗi ngày, chăm chỉ một cách khủng khiếp. Mọi người hỏi tôi là những người giàu Việt Nam có cùng nhau những phẩm chất gì, thì đầu tiên là tôi nhìn thấy chăm chỉ. Vâng. Tiếp đến nữa là cái sự sáng tạo và học tập không ngừng. Dạ. Luôn luôn sáng tạo và học không ngừng. Vâng. Cái từ lifelong learning tôi học từ Tây, tức là học tập suốt đời. Thì thực ra những người mà tôi quen, những người tôi biết thì đều luôn luôn giữ cho mình chuyện này. Vâng. Tức là luôn luôn sáng tạo, luôn luôn học suốt đời. Vâng. Ví dụ, tôi nói ví dụ, tôi định xếp cái anh Trương Gia Bình ở FPT. Làm việc anh Bình khổ lắm. Tại vì anh Bình rất là chăm. Anh chăm thứ nhì công ty. Dạ. Chúng tôi cũng không biết ai chăm nhất, nhưng mà thôi cứ phong anh chăm thứ nhì. Vâng. Vì chăm nhất thì lại là định bợ lãnh đạo. Dạ. Anh Bình là người chăm nhất. Chăm nhì ở FPT. Dạ, vâng. Thế thì gặp anh Bình là rất khó khăn với chúng tôi. Vậy thứ nhất ấy, lúc nào anh cũng hỏi có gì mới không. Tôi cũng thắc mắc, tôi bảo anh ơi, có mới thì có từ từ để bọn em triển khai, chứ cứ gặp anh hồi lần nào anh cũng hỏi có gì mới không. Tức là luôn luôn thôi thúc những người lãnh đạo là phải luôn luôn đổi mới. Yeah. Điều thứ hai nữa là anh bảo là có hơn được không. Vô cùng thách thức. Bao giờ cũng vậy, lãnh đạo thì thường trí nhớ ngắn hạn lắm, thành ra anh giao cho mình một việc vô cùng khó. Yeah. Tôi gọi là OKR, việc rất khó, việc rất thách thức. Cố lắm rồi, thực hiện gần được. Vừa khoe với anh. Anh quên tiệt luôn là ngày xưa con số anh giao là gì. Vâng. Anh hỏi thế có gấp rưỡi được không? Mà mình làm chết bà đi xong rồi mới được 100. Thì bây giờ lại hỏi 150. Dạ. Đấy, thế thì đấy thì thực ra không phải chỉ anh Bình. Vâng. Mà các nhà lãnh đạo tôi quen đều có thói quen. Dạ. Tức là luôn luôn mong muốn đổi mới sáng tạo. Và luôn luôn thách thức chính bản thân họ. Ừ. Thế thì dẫn đến câu chuyện
là cái thế hệ kế nhiệm tiếp theo là vấn đề lớn với tất cả các doanh nghiệp gia đình, kể cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp rất lớn. Tôi đang nói chuyện với những anh chị mà có những doanh nghiệp, tôi không tiện nói tên, nhưng mà trong top 10 Việt Nam, top 10 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ, chục tỷ đô la Mỹ có. Và điều mà các anh chị không dám nói ra, đấy là sự kế nghiệp. Bởi vì họ không thể giao công ty cho người ngoài được. Họ có thể thuê giám đốc, tổng giám đốc rất rất xịn, từ Tây, từ ta. Nhưng cái người kế nghiệp thì là người trong gia đình. Thế thì khi nói đến câu chuyện đấy thì mới là câu chuyện khó. Còn nói thật là tôi cũng chị biết rồi, chị định mồi cái chuyện là đưa công nghệ vào rồi đưa đi học ở FSB thì mới khá lên được. Tôi cũng biết chuyện đấy. Nhưng thôi các bạn, FSB hôm nay trả tôi hơi ít tiền, cái đoạn quảng cáo đấy tôi để sau. Mặc dù là học FSB tôi nghe nói cũng tốt, đồn là tốt tự loại thứ nhì Việt Nam, tốt nhất chúng tôi cũng chưa biết. Thế nhưng mà thôi, chuyện đấy hôm nào mà FSB thuê tôi giống như thuê chị ấy, thì em là tôi... cựu học viên chứ không phải cựu học viên, nhưng hôm nay được thuê. Khi nào khi đấy thì tôi sẽ nói tốt cho FSB hơn. Không, thực ra thì anh Hoàng Nam Tiến có chia sẻ vậy thôi, nhưng mà trong cái ví dụ của anh với câu chuyện về anh Trương Gia Bình thì cũng đã cho chúng ta thấy một cái kinh nghiệm rồi ạ. Đó là anh Bình luôn hỏi là có gì mới không, có hơn không, có nghĩa là gì ạ? Bản thân chúng ta đã phải luôn luôn học hỏi rồi, và muốn học hỏi thì phải đi tìm thầy, mà muốn tìm thầy thì có thể đến SE, đúng không anh? Đây cũng là lời quảng cáo rồi ạ. Thì cho nên là em vẫn ghi nhận cái điều đấy. Còn thực ra bản thân các chị đang ngồi đây thì cũng đã tự biết rằng là trong cái phần trả lời của anh, họ đã thu nhận được những điều gì rồi. Bây giờ có một câu hỏi nữa mà cũng rất là nhiều người quan tâm ạ, đó là trong cái thời đại giống như em đã chia sẻ là nó có rất nhiều biến động, như anh đã dùng từ là tùng VUCA đấy, không chỉ là ở thế giới đâu mà Việt Nam cũng đang có rất là nhiều biến động. Vậy thì các doanh nghiệp sẽ phải làm thế nào để có thể gọi là chắc chân trong những cái thách thức mà không chỉ là đối với doanh nghiệp, bên trong doanh nghiệp của mình, mà thậm chí là những cái tác động bên ngoài, ví dụ như là các chính sách này, rồi thậm chí là cái sự thay đổi trong cơ chế, thay đổi trong luật chẳng hạn, thì làm thế nào để bản thân cái doanh nghiệp đấy được vững chãi thì tiếp tục phát triển. Tôi hay bị hỏi những câu hỏi đấy lắm. Và câu trả lời của tôi là tôi không biết. Vâng. Tôi có một cái là ưu điểm của tôi. Luôn luôn ở trong chuyện này là những gì tôi không biết, tôi nhận là tôi không biết. Tôi có thể góp ý một số chuyện thôi. Còn trả lời câu hỏi cỡ như vậy, tôi nghĩ là tôi không biết. Thế còn trong phạm vi của tôi thì tôi nói như này. Là khi mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm sản phẩm dịch vụ để hướng đến con người. Đấy là đã sẽ đảm bảo cho các anh chị trong tương lai. Điều thứ hai là các anh chị định làm gì cho khách hàng, thì các anh chị sẽ suy nghĩ là các anh chị đang mong muốn gì, đặt mình vào vị trí khách hàng. Khi mà làm ra một sản phẩm, làm ra một dịch vụ thì nghĩ ngay đến một câu chuyện là thực sự mình, nếu là khách hàng mình có muốn thế không. Điều thứ ba là với chiến lược chúng tôi gọi là khách hàng là trung tâm, customer centric, thì khi các anh chị nghĩ ra một dịch vụ, sản phẩm, nghĩ ra một quy trình trong nội bộ, bổ nhiệm một cán bộ, thì các anh chị bao giờ cũng hỏi, tự nghĩ hỏi một câu là khách hàng được lợi gì trong việc này. Bổ nhiệm một anh lãnh đạo, ví dụ như là lãnh đạo về kỹ thuật, lãnh đạo về công nghệ, lãnh đạo kể cả về bán hàng, thì có câu hỏi là với phẩm chất, với những năng lực, kinh nghiệm, kiến thức của anh ta vào vị trí đấy thì khách hàng được lợi gì. Trả lời được không câu hỏi đấy, chúng ta sẽ rất là rõ ràng. Và điều thứ tư là gì ạ? Công nghệ. Nghề của chúng tôi mà. Chúng tôi biết công nghệ giờ đây đã thành vũ khí để chúng ta tạo ra sự khác biệt. Tôi nói lại, công nghệ ngày hôm nay là vũ khí để các doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt. Bốn điểm. Vậy thì với bốn điểm đó của anh, Thụy Vân chỉ hỏi một câu này. Anh có ba lựa chọn. Có, không và không biết. Đúng không ạ? Với bốn cái điều mà anh vừa nói thì bản thân doanh nghiệp, giống như em so sánh giống như một căn nhà có một cơn bão đi qua, ở đây cơn bão là ý em là tác động bên ngoài, thì sau cơn bão đấy doanh nghiệp có đứng vững được không? Vâng. Có không mà không biết. Tất nhiên là có. Vậy nếu như thực sự các anh chị làm như vậy thì các anh chị đã có một mù, dù bão gì chăng nữa thì vẫn khách hàng vẫn ở đấy. Dạ. Và qua bão thì họ sẽ nhận thấy rõ được giá trị mình hơn. Dạ. Thực ra mà nói không có bão ấy thì người ta cũng chưa nhận thấy rõ lắm đâu. Vâng. Nhưng khi có bão rồi thì người ta mới hiểu rằng là đâu chính là những doanh nghiệp mà đặt khách hàng làm trung tâm, đâu là những doanh nghiệp mà các hành động của doanh nghiệp đấy đều hướng đến khách hàng. Dạ. Vâng.
Bây giờ một câu hỏi nữa liên quan đến chủ đề của chúng ta hơn, đó là cái tư duy của nhà lãnh đạo trong thời đại mới ạ. Và có nhiều người thắc mắc là vậy thì cái tính cách, tức là mỗi người sẽ có tính cách khác nhau, vậy cái tính cách đấy nó có ảnh hưởng tới cái tư duy của một người làm lãnh đạo trong doanh nghiệp hay không? Chính xác. Và nó có những cái, tất nhiên tư duy, đôi khi tính cách con người thì nó sẽ có những điểm mạnh, có những điểm yếu. Vậy thì làm thế nào để khắc phục những cái điểm yếu đó, để làm sao đẩy cái điểm mạnh của mình lên? Hơi khó một chút bởi vì nó hơi bị chung chung ạ. Nhưng mà em nghĩ là anh có thể đưa ra chính cái ví dụ từ bản thân anh, được không ạ? Tôi trả lời ngay. Cái câu mà ở Việt Nam rất hay dùng là phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Tôi thật nhá, bạn Minh, bạn đã chân ngắn thì bạn làm sao khắc phục được điểm yếu đấy nếu mà so với Thị Vân? Cái trời sinh ra mình chân ngắn rồi, thì mình phải phát huy cái điểm mạnh của mình là sự đáng yêu, sự chân thành. Chứ còn cố mà đi giày cho cao, chụp ảnh cao 2 mét như đấy chỉ trên Facebook thôi. Còn thực sự là mình chân ngắn. Mà đã chân ngắn thì mình phải tìm ra điểm mạnh của mình. À, hóa ra điểm mạnh của mình là mình xinh hơn Thị Vân. Dạ. Mình dễ thương hơn. Dạ. Có đúng không? Dạ. Đấy, thế thì tôi muốn nhận, khi mà bước vào qua khó khăn rồi thì chúng ta càng ý thức hơn là chúng ta có điểm mạnh gì, tập trung vào chỗ đấy. Vâng. Tập trung hết sức vào chỗ đấy. Và lúc đấy người lãnh đạo sẽ không bị mất tập trung bởi vì cái chuyện đi học. Vâng. Đi học FSB ấy, cũng như các trường quản trị kinh doanh ấy, là hay bị xa vào cái đoạn gọi là gì? Cái chữ gọi là phân tích suốt lắm. Phân tích đủ thứ trên đời. Mà tôi nói thật, cứ phân tích như thế chẳng làm được gì đâu. Vì chúng ta không biết quyết định, bởi vì lúc ấy nhiều thông tin quá không quyết định được. Nhưng mà nếu người, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhìn rất rõ là cái điểm mạnh của mình là gì, điểm mạnh của doanh nghiệp mình là gì, tập trung rất tốt vào chuyện đấy, thì sẽ tạo ra sự khác biệt. Hiểu ý không? Còn cố gắng khắc phục các điểm yếu thì cái đấy nói dễ hiểu rồi. Thế nhưng mà cái đấy nó không tạo ra được sự khác biệt. Tập trung hết sức vào những gì mà mình nghĩ rằng no one like you, no one like me, thì tức là, xin lỗi tôi lại bị buột miệng rồi, tức là tập trung vào những điểm mà mình có, người khác không có, những điểm mình mạnh hơn người khác. Và chính cái sự khác biệt đó nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh doanh nghiệp. Chính xác. Trong thương trường, đúng không ạ? Vâng. Thực ra em chỉ nói một câu cuối thôi, câu này thì anh, đó là nếu như không học FSB ấy, thì không thể gặp được anh Tiến ngày hôm nay. Ok, anh đồng ý với em câu này đúng không? Vâng, vâng. Không cãi nữa đúng không ạ? Vâng, nhất trí. Vâng. Đây là một số những câu hỏi mà Thụy Vân đã hỏi diễn giả Hoàng Nam Tiến của chúng ta. Và Thụy Vân thấy là ở trên màn hình thì lúc này cũng đã có rất là nhiều câu hỏi của các anh các chị đặt ra với diễn giả. Chắc là câu hỏi nó sẽ sát sườn với các anh chị hơn là những câu hỏi mà Thụy Vân vừa đặt ra với diễn giả. Bây giờ em có thể xin cái màn hình của những câu hỏi để đọc gửi cho diễn giả đúng không ạ? Vâng. Câu hỏi này là đến từ nickname là KM Rename. Đúng không ạ? Em xin phép đọc câu hỏi ạ. Lãnh đạo doanh nghiệp chính trực là rất quan trọng. Tuy nhiên, để toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trong doanh nghiệp đều chính trực, thì theo anh, người lãnh đạo doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam? Tôi không biết. Và tôi nghĩ thế này. Người lãnh đạo không làm thay được cho tất cả nhân viên, nhưng phải làm gương. Nếu mà trong cái phần mà, thực ra nếu có thời gian mà có thể trình bày thêm, thì đấy, một trong những điều mà tôi nói đấy là lãnh đạo phải làm gương. Người lãnh đạo mà nói ra nhân viên phải đi làm đúng giờ, mà người lãnh đạo không phải là người đi sớm về muộn, khó nói lắm. Tất nhiên mình làm lãnh đạo ai làm gì được mình. Thế nhưng người lãnh đạo, tôi nói lại này, người lãnh đạo không làm thay nhưng phải làm gương. Và vì vậy khi mà nói sự chính trực thì mỗi một người lãnh đạo trong doanh nghiệp chính trực, đấy là tấm gương rất tốt. Cảm ơn các bạn. Vâng. Thực ra không biết nhưng mà cuối cùng là vẫn biết đấy ạ. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời ạ, câu hỏi của chị Thu Hà. Xin hỏi là thời VUCA, ở đây em dịch luôn tiếng Việt ạ, là sự chính trực sẽ bị sao nhãng và bị chi phối bởi các ưu tiên khác. Vậy tại sao phải ưu tiên nó và làm thế nào để thích ứng đúng phù hợp với nghịch cảnh ạ? Vâng, chính xác rồi. Tôi đã nói rồi, trong phần chia sẻ tôi có nói là khi mà tổng kết, đặc biệt là chúng tôi đọc lại cái cuốn Good to Great của Jim Collins, là từ tốt đến vĩ đại, và trong đấy ông ta nêu danh sách những công ty tốt và những công ty vĩ đại, và có rất nhiều công ty vĩ đại giờ này không tồn tại nữa, thì đều chỉ ra rằng là nếu như các quyết định không dựa vào sự chính trực
thì sẽ dẫn đến một câu chuyện là trong tương lai dài hạn các anh chị sẽ gặp rất rất nhiều vấn đề bởi các quyết định đấy. Các vấn đề này có thể là từ pháp luật, những vấn đề này có thể từ khách hàng, và có thể là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Vì vậy, thành ra trong mọi hoàn cảnh, các anh chị có thể thừa nhận là tôi quyết định thế này chưa rõ đúng sai, nhưng mà thâm tâm tôi với tinh thần trong sáng và cái sự chính trực của chính bản thân mình, tôi quyết định làm việc này. Có thể sau này nó sai, nhưng mà kể cả sai tôi cũng không cảm thấy rằng là có lỗi, cảm thấy áy náy về những quyết định mình đã làm. Với cả nói thêm này, thường ấy, các anh chị biết rồi, là người ta thường hay ân hận về những điều người ta chưa làm, chứ còn ít khi ân hận về những điều người ta đã làm. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ. À, có câu hỏi anh Nguyễn Hoàng Hải muốn đặt câu hỏi trực tiếp anh ạ. Vâng. Dạ, em xin mời anh Hải ạ. Vâng. Xin chào anh Tiến. Bạn phải bỏ mic đi. Bỏ tắt mic. Vâng, anh Hải đợi em một chút nhé. Và anh Hải vui lòng nói lớn lên một tí ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh Tiến ạ. Em vẫn chưa nghe được tiếng. Alo. Anh Tiến nghe được không ạ? Dạ vâng, em đã nghe được rồi ạ. Em xin mời anh. Vâng, em trước hết xin chào anh Hoàng Nam Tiến với cả anh chị em ạ. Em là Nguyễn Hoàng Hải trên Facebook. Em đang cầm quyển FPT bí lục mà anh ký tặng cho Hoàng Trung Dũng đây. Anh Tiến nghe không ạ? Vâng. Em có câu cái sự chính trực anh Tiến ạ. Thì trong hạn thì nó có thể làm cho cái lợi nhuận của công ty ấy, của mình nó không được như kỳ vọng. Bây giờ giả sử như ở FPT Telecom mà như anh vừa nói, ví dụ anh Trương Gia Bình mà áp đặt cho anh một cái lợi nhuận tăng khoảng 150% mà anh lại cần phải giữ sự chính trực, thì có anh làm thế nào mà để anh cân bằng được giữa cái lợi nhuận trong ngắn hạn anh cần phải đạt và cái sự chính trực, có nghĩa là cái sự bền vững về mặt lâu dài, thì cái này thì mình cân bằng thế nào giữa áp lực từ lãnh đạo, từ cổ đông với lại cái sự long term, cái sự sustainability của cái business ạ? Tôi trả lời ngay. Thứ nhất là anh Bình là người thừa thông minh để không đặt ra những con số như vậy. Thành ra cái giả thiết của anh là không đúng. Vâng. Một người hiểu biết, thông minh như anh Bình, kể cả khi anh đặt OKR anh sẽ cũng không đặt như vậy. Đấy là ví dụ. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Không, nhưng mà anh có thể cũng chia sẻ một chút đi ạ. Làm tức ở đây là làm thế nào để cân bằng giữa cái việc mà chính trực với những cái áp lực hoặc là những cái con số mà chúng ta buộc phải đặt ra. Vâng. Chính xác. Tôi vừa nhìn thấy một trong những cái slogan ở trường FSB là không làm ra lợi nhuận thì đừng có nói nhiều. Và điều này doanh nghiệp nào cũng phải chứng kiến. Và vì vậy thì lúc nãy tôi nói đi nói lại là nếu không có sự mềm dẻo để thích ứng thì các anh chị sẽ không tồn tại được. Và tôi cũng để riêng một cuốn sách mà ở trong đấy tôi nhắc đi nhắc lại cái từ là bản chất của cuộc sống là cân bằng giữa các thỏa hiệp. Vì vậy, đã làm lãnh đạo, các anh chị cần phải học cách thỏa hiệp. Ở đây thỏa hiệp với ông chủ của mình, thỏa hiệp với các cổ đông của mình, thỏa hiệp với cả nhân viên của mình, thỏa hiệp với cả môi trường. Tôi nói thật, có thể các anh chị cũng phải thỏa hiệp với cả chất lượng dịch vụ. Bởi vì trong những phạm vi như vậy, chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta sẽ đạt được cái dịch vụ tốt nhất trong phạm vi khó khăn có thể làm được. Còn cái câu mà tôi nói thật là thỉnh thoảng người ta yêu cầu là phải tốt nhất, khách hàng là thượng đế vân vân. Ngay cả khách hàng đặt ra vấn đề khách hàng là thượng đế thì đã là vấn đề rồi. Và tôi nói ví dụ như thế này. Tôi hôm qua vừa bay về và bị delay mất 45 phút. Thì với tư cách là khách hàng tôi không có chấp nhận, bởi vì tôi có hẹn ăn tối ở ngoài Hà Nội. Chậm 45 phút là tôi phải hẹn lại khách. Thế nhưng ngược lại thì tôi cũng tự vấn bản thân. Thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ đúng giờ của cái hãng hàng không tôi bay đã lên đến hơn 90%. Và tôi nghĩ chúng ta nên hài lòng với việc đấy. Có quá nhiều điều chúng ta không lường được. Và chính người hành khách đấy cũng phải nghĩ lại.
là liệu rằng anh ta có giữ được cam kết trên 90% các con bếp của mình không. Và tiếp đến nữa, nếu thực sự tôi nghĩ hôm qua mà nếu tôi tôn trọng cái người mà tôi hẹn ở Hà Nội thì tôi sẽ không chờ sát giờ mới bay ra, tôi sẽ bay ra từ sáng để là không gặp chuyện đấy, để không đổ tại hàng không thì họ delay 45 phút. Dạ vâng. Và khi tôi suy nghĩ như thế thì tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Vâng, tôi cảm ơn anh Hải. Tiên trách kỷ là hậu trách nhân. Vâng, có một câu hỏi tiếp theo của anh Nguyễn Hoàng Hiệp ạ. Chính trực nhưng không có nghĩa là quá thẳng thắn, đôi khi thật thà thì thua thiệt vì sự lơn lẹo của kẻ khác hỏi chấm ạ. Ví dụ trong kinh doanh thì hàng thật nhiều khi lại thua thiệt so với hàng fake. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Tôi nghĩ rằng là cái này bọn tôi hãy suy nghĩ là của cái người đi buôn bán kinh doanh. Còn nếu như thực sự các anh chị là những người đang đứng đầu doanh nghiệp, đang mong muốn rằng là xây dựng một doanh nghiệp để có thể phát triển trong lâu dài, thì chúng ta không được nên đặt những vấn đề này. Vâng. Chúng ta nên suy nghĩ là làm sao để những sản phẩm thật của chúng ta đến được với khách hàng. Làm sao suy nghĩ khi mà sản phẩm thật của chúng ta đắt hơn các sản phẩm khác, mà khách hàng vẫn đặc phải bỏ biệt tiền ra mua. Là sản phẩm, là nhất là hàng fake nữa, mà người ta vẫn tin mình để bỏ tiền ra mua. Chúng ta nên đặt vấn đề là làm sao lan tỏa được cái thật của chúng ta. Thì tốt hơn là chúng ta tập trung vào việc đánh nhau với hàng fake. Hoặc là chúng ta cánh một cánh hàng rong ra chợ, đúng không? Vâng. Rất nhiều người đã suy nghĩ bảo nếu đã nó cũng bán hàng fake thì mình đã thôi, mình đành chấp nhận cũng đi bán hàng fake để tồn tại, để cạnh tranh. Tôi rất xin lỗi nếu như vậy thì thôi được, cái việc đấy là việc quyền quyết định của mỗi người. Nhưng mà thể xây dựng một doanh nghiệp để phát triển trong lâu dài thì không có cách nào tồn tại được. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Xin hỏi là cho em nhìn xem là của ai, đúng không ạ? Vâng, có một câu hỏi là thời VUCA, lãnh đạo doanh nghiệp chính trực bị bủa vây tứ phía, anh có gửi gắm gì đến lãnh đạo đảng và nhà nước để dần từng bước xây dựng một xã hội chính trực và các cháu bé được dạy về sự chính trực ngay từ bé không ạ? Dạ vâng. Anh có nói anh câu hỏi này là câu này là hỏi là khó, có lẽ để cho tôi suy nghĩ cẩn thận thì tôi sẽ trả lời sau. Vâng, chắc là sẽ nhờ các anh chị để lại cái email và anh Tiến sẽ trả lời các anh chị sau ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ, của anh Phạm Văn Đức ạ. Em là CEO mới bổ nhiệm của doanh nghiệp thì với áp lực phát triển doanh thu này, lợi nhuận, cải cách nội bộ như là chuyển đổi số từ công ty gia đình thì sự ưu tiên đầu tiên là phát triển, còn chính trực chắc là phải xếp sau ạ. Anh Tiến có gợi ý cho gì cho em không ạ? Em cảm ơn. Không đúng ạ. Sự chính trực là từ chính bản thân của bạn. Còn trong cái sự chính trực và cái sự ưu tiên về phát triển, nó hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với nhau ạ. Có cái là khi mà chọn sự phát triển thì các anh chị sẽ có rất nhiều cái lựa chọn để sự phát triển. Đấy, giống như là có người hỏi là thế nếu mà chúng nó buôn hàng fake thì mình có buôn hàng fake không đấy? Thì lúc đấy chúng ta sẽ đặt vấn đề là chúng ta sẽ phát triển bằng cách nào? Vâng, thì cái sự chính trực nó sẽ hướng dẫn chúng ta. Ví dụ như ngay từ đầu tôi nói về câu chuyện liên quan đến doanh thu và lợi nhuận lành mạnh. Nhờ sự chính trực đấy thì trong sự chọn sự phát triển thì rất có thể các anh chị nhờ điều đấy sẽ chọn những hướng doanh thu khác với cái truyền thống hiện nay đang làm của gia đình. Dạ. Rồi, tôi nói chuyện nhé. Tôi hôm trước về làng Vân Cù, làng Giao Cù ở Nam Định, là nơi xuất phát từ phở đấy. Và khi đấy thì những cái nghệ nhân, thực sự gọi nghệ nhân, những cái anh chị, những gia đình mà đã có 70 năm làm bánh phở, họ có nói, tôi kể các câu chuyện của tôi và tôi thấy rất là rõ chuyện đấy. Vâng, khi đấy họ có rất nhiều lựa chọn và các anh chị nhớ ở Hà Nội đã có một thời gian dài để bảo quản được bánh phở. Trong một vài ngày họ đã pha chất bảo quản, ví dụ như phóc môn vào. Đấy là lợi cho sự phát triển, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các anh chị thực sự xuất phát từ cái tính chính trực thì các anh chị sẽ chọn lúc ấy các anh chị sẽ chọn là chúng ta vẫn làm bánh phở vẫn ngon, làm sao vẫn bảo quản được. Và nếu mà không thể bảo quản dài như vậy được thì chúng ta sẽ thay đổi hệ thống cung cấp thế nào,
chúng ta đưa thông tin đến khách hàng thế nào để người ta có sự lựa chọn sản phẩm của chúng ta mà không sản phẩm những sản phẩm kia. Tôi có nói với anh Trung trồng nho, trồng mận ở Nà Ca thì anh Trung cũng đứng trước thách thức như vậy. Hoặc là sản lượng 150kg một cây, hoặc là sản lượng 40kg một cây và chất lượng hoàn toàn khác biệt. Và trong suốt những năm qua, 6-7 năm qua khi anh trồng cái lứa cây mới theo tiêu chuẩn sinh học, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc công sức, nhưng bây giờ đã được, trái ngọt đã đến. Và bây giờ là anh ấy không có cần làm marketing, không cần làm gì hết, người ta xếp hàng để mua sản phẩm của anh ấy. Thế thì câu hỏi này đúng được. Nếu mà tôi tham về doanh thu, tham về gọi là tham về phát triển, cái cây phải giữ một cây là 150 cân một cây chứ. Chứ tại sao lại là 40kg một cây? Đấy. Vâng. Vâng, một cái ví dụ rất là rõ đúng không ạ? Dạ xin hỏi, xin câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, câu hỏi của anh Nguyễn Tuấn Vũ ạ. Em muốn hỏi là nếu doanh nghiệp có xu hướng gia đình, con trai giám đốc lên thay nhưng lại chưa đủ tầm như cha, thì làm thế nào để dần thay thế được ạ? Từng bước để nắm và đạt tầm như người cha của mình. Câu hỏi này quá khó. Tôi có 4 đứa con và tôi không hy vọng đứa con nào đi theo học theo mình. Thế nhưng tôi biết là FSB có hẳn một cái chương trình là dạy cho F2, tức là dạy, vâng, nó gọi là cho junior owner, tức là cho những ông chủ, những cậu chủ và cô chủ trẻ. Các bạn thử đến đấy xem. Vâng. Tôi cũng khoe luôn. Chương trình đấy do tôi chính tôi gợi ý cho FSB đấy. Em thì thấy rằng là bản thân anh Vũ khi mà đặt ra câu hỏi này thì anh ấy cũng đã có một cái sự xác định rất là lớn trong việc là học hỏi để có thể phát triển chính bản thân mình. Vâng. Và em nghĩ là cái ý thức đầu tiên nó là quan trọng đó. Và sau đó mình tìm cái cách thức để đi thôi. Giống như anh là bây giờ mình cần phải biết what và how như thế nào ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Vũ rất nhiều ạ. Thì xin một câu hỏi tiếp theo ạ. Ở đây là chị Hà muốn bổ sung thêm ạ. Còn cần phải thỏa hiệp với chính mình nữa. Vì nếu leader ở VNR 500 cũng chưa làm tốt và đúng trong cái việc tự quản lý và tức là những cái kỳ vọng trong việc quản lý. Câu này là nối từ câu cũ trước đúng không chị? Nên là em đang thấy nó chưa được rõ nghĩa lắm ạ. Em nối lại cho em cái câu hỏi đó nhé. Trong khi đợi nối thì cho em xin câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng. Câu hỏi của anh Ngô Xuân Nghiệp. Theo anh Tiến, có nên đưa sự chính trực vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp ngay từ đầu khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp không? Và nếu vậy thì cần làm gì để mọi người tham gia đầy đủ 100%, từ lãnh đạo cao nhất tới nhân viên thấp nhất? Nếu như vi phạm thì nên có hình thức nào để duy trì sự chính trực này? Em hiểu đấy, các hình phạt anh. Vâng, tôi muốn nói, cái này thì nói đi phải nói lại. Cái này phải xuất phát từ người đứng đầu, người cao nhất. Dạ vâng. Và sau đó chính họ là người làm gương. Sau đó họ phải chủ động để tạo ra thành những cái bộ tiêu chí. Thường là trong các doanh nghiệp nó có gọi là code of conduct. Gọi tạm dịch là gì? Code of conduct. Đạo đức doanh nghiệp à? Hay là gì? Tạm thế đi. Vâng. Thì tạo thành những bộ tiêu chí. Nó thêm cái lõi. Vâng. Để tạo ra được những cái giá trị của mình. Tôi không nghĩ rằng là chúng ta sẽ thực hiện được việc bằng văn bản hóa tất cả mọi điều. Phải xuất phát từ người đứng đầu. Sau đó thì lan tỏa và tất nhiên sẽ có những chính sách đi cùng. Ở FPT chúng tôi đã có những nhiều nhà lãnh đạo ở vị trí cao cấp đã bị hoặc là đã được mời ra khỏi công ty. Chữ mời ở đây trong ngoặc kép vì động chạm đến những giá trị cốt lõi, trong đó là về sự chính trực của nhà lãnh đạo ở trong một doanh nghiệp. Vâng. Thế thì khi nói chính trực thì tôi nói tất cả mọi người thôi. Nhưng ở đây chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói đến sự chính trực của nhà lãnh đạo. Thì đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Và tôi nghĩ rằng thực sự đúng là chúng ta phải thỏa hiệp thật. Ở trong một môi trường phức tạp như hiện nay, môi trường rất là nhiều điều khó nói đúng sai tại thời điểm này. Thì chúng ta phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta giữ được cho những tiêu chí, tiêu chuẩn, những cái điều cho chính bản thân mình, thì điều này nó sẽ lan tỏa ra chung trong doanh nghiệp, trong xã hội. Thực ra em nghĩ đây là đôi khi nó là sự lựa chọn đấy. Giống như kiểu cả bên phía anh, việc mà giữ lại những con người có tài năng nhưng mà họ vi phạm phải cái tiêu chí liên quan đến sự chính trực của doanh nghiệp thì phải lựa chọn là họ buộc phải ra đi. Mặc dù đấy là điều mà không hề mong muốn.
Nhưng mà rõ ràng đấy là một cái lựa chọn đúng đắn để đi theo đúng cái con đường mà bản thân doanh nghiệp đã lựa chọn. Em cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến những hỏi tiếp theo ạ. Vâng, từ bạn Thuận ạ, đến từ Mekong Automation JSC ạ. Vâng, trong công việc của anh Tiến thì các lĩnh vực kinh doanh của anh đều đã trải qua các giai đoạn tăng trưởng rất lớn. Vậy anh có thể kể về những khó khăn, thử thách trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt đó được không? Và khi đó thì tư duy lãnh đạo cần chú ý điểm gì để vững vàng vượt qua nó? Vâng. Tôi nghĩ cái này tôi rất là thật lòng. Dạ. Trong khi mà môi trường chung đang tăng trưởng, kể cả tăng trưởng rất lớn, thì thách thức vô cùng lớn. Dạ. Nhưng thực ra mà nói lúc đấy chúng tôi hay dùng cái từ nó gọi là good problem. Tức là vấn đề nhưng mà là vấn đề tốt. Và thực ra lúc đấy chúng ta phát huy được tất cả cái năng lượng của mình để làm được những điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà tôi cũng đã là người mà đã làm lãnh đạo của doanh nghiệp khi mà cả thị trường đang đi xuống, cả thị trường đang đóng băng, hệ thống pháp luật lúc đấy đang gặp vấn đề khủng hoảng để giải quyết, thì lúc ấy mới là lúc khó khăn anh ạ. Và tôi nghĩ rằng là sẽ có rất rất nhiều doanh nghiệp chia sẻ với tôi điều đấy. Còn khi mà đang phát triển thì tôi nói bí quyết như này. Khi mà đang phát triển thì khi nào hay là tôi biết cái chuyện đánh bài, ai đấy đánh tá là đều biết. Ví dụ đánh 10 ván tá là 4 người thì tỷ lệ nếu mà chia trung bình thì mỗi người sẽ thắng được 2 ván rưỡi. Vâng, cho giỏi là khoảng 4 ván. Thế thì và chúng 6 ván còn lại chúng ta vẫn thua. Thế thì tài năng của người đi đánh bài ở chỗ là khi mà thắng thì thắng tối đa và khi thua thì thua tối thiểu. À, nghe chuyện đánh bài nghe buồn cười đúng không? Nhưng đấy là thực tế. Hay ai biết chơi cờ vây không? Vâng, cờ vây là tuyệt vời. Cờ tướng và cờ vua ấy, người ta gọi là cờ vua chỉ là một trận đánh, cờ tướng là chỉ một trận đánh, còn cờ vây mới là cả một cuộc chiến tranh. Thì trong đấy cũng dạy chúng ta đúng chính những điều như vậy. Là khi mà thuận lợi thì phải làm sao tối đa hóa điều này. Làm sao mà khi mà thị trường tăng trưởng tăng rất tốt, GDP một năm là 6-10%, thì chúng ta phải đặt mục tiêu phát triển của chúng ta tăng ít nhất là 3 đến 5 lần GDP. Và lúc ấy chúng ta chấp nhận rằng là lấy tốc độ phát triển làm ưu tiên cao nhất, có thể tạm thời phải gác lại những một số điều khác. Thế khi mà khó khăn, khi mà không thuận lợi nữa thì chúng ta lại phải đổi mục tiêu cho phù hợp. Và đây là bí quyết mà thực ra là cũng không có gì đặc biệt, gọi là chớp cơ hội thành công. Cái này phải học quân đội. Năm 1975, khi mà đất nước ta đứng trước một cơ hội, hồi đấy tôi vẫn nhớ là Đảng, quân đội đã lên hẳn kế hoạch là phải giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm. Nhưng khi đã chớp cơ hội thì quyết định là phải giải phóng trong năm 1975. Và khi cơ hội đến thì thậm chí là chớp cơ hội giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa. Và cuối cùng đã thực hiện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì cái này mình nên học quân đội. Vâng. Vâng, đó là những câu hỏi vẫn còn rất là nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của anh chị, các anh chị cứ đặt ra với chúng tôi ạ. Và bây giờ thì xin phép là trường quay sẽ tạm nghỉ trong vòng 3 phút để mời diễn giả của chúng ta uống nước một chút ạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Em quên mất, đấy nghĩa có phần nghỉ 5 phút. Mỏi thật đấy, em đứng thử xem. Mà là đứng 2 tiếng rồi. Mà đứng cạnh Vân là cứ phải rất là khó lên. Dạ, em cảm ơn chị. Học MBA để trang bị những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất về quản trị kinh doanh này, đã trở thành xu thế mà cộng đồng doanh nhân đang hướng tới. Anh vượt qua khủng hoảng, vững bước trên hành trình số, Viện Quản trị Công nghệ FSB, Đại học FPT đã triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số, GXMBA, hướng tới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, góp phần đột phá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Là cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là cho những người chủ doanh nghiệp. Vì chính họ là người trọng yếu nhất trong việc sinh tồn của doanh nghiệp. Covid nó tác động lên tất cả doanh nghiệp, từ doanh nghiệp bé đến doanh nghiệp lớn. Bây giờ không được buông tay, bão kiểu giông tố kiểu gì chúng ta vẫn phải giữ vững chèo, phải tiếp tục chèo lái con thuyền của mình. Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, mang đến cách tiếp cận hoàn toàn mới về quản trị hiệu quả
kết hợp giữa kiến thức nền tảng và kỹ năng hiện đại. Họ là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn, doanh nhân thành đạt với bề dày kinh nghiệm quản trị, chính khách hoặc quan chức cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn. GX MBA với phong cách học tập đẳng cấp chưa từng có trong bất kỳ chương trình MBA nào tại Việt Nam. Chương trình đào tạo thực tiễn và độc đáo với 100% tình huống nghiên cứu mua bản quyền trực tiếp từ Harvard. Phương pháp đào tạo đa dạng hóa các hoạt động học tập, 40% thời lượng học phi truyền thống giúp nội dung bài giảng trở nên hấp dẫn và phong phú. Dịch bệnh bùng phát thì nhiều người cho rằng đây là thời điểm cần để nghỉ ngơi hoặc là thời điểm để nằm im. Tuy nhiên đối với mình thì đây lại là một cơ hội. Về đánh giá thì cái khóa học này nó rất là phù hợp cái vị trí công việc mình đang công tác và mình nâng cao được cả cái khả năng cạnh tranh của bản thân mình. Các bạn sẽ học được thứ nhất là từ kiến thức này, xong đến kinh nghiệm xử lý tình huống này, thực tế đã xảy ra tại các doanh nghiệp đang có ở trên thị trường thì là một trong những cái khóa học cực kỳ là bổ ích cho các doanh nghiệp thích ứng với cả thời đại số và cả thời đại Covid nữa. Tại khóa học, ở đó học viên có cơ hội phát huy tối ưu tố chất cùng năng lực lãnh đạo, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động. Tiếp nhận những quan điểm, tri thức hiện đại nhất về quản trị và điều hành doanh nghiệp trong thời kỳ toàn cầu hóa. Mở rộng mối quan hệ kết nối với mạng lưới học viên, doanh nhân để học hỏi và phát triển cơ hội hợp tác. Nâng cao tầm nhìn và định hướng các chiến lược chức năng cho doanh nghiệp, sẵn sàng đưa doanh nghiệp tới với những thành công vươn tầm quốc tế. Hãy đồng hành cùng FSB trên con đường phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế. Vâng ạ, bây giờ thì diễn giả Hoàng Nam Tiến đã quay trở lại với các anh các chị cùng với rất là nhiều câu hỏi được tiếp tục đặt ra rồi ạ. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật có thể cho em tiếp tục câu hỏi được không ạ? Vâng. Dạ, câu hỏi của anh Nguyễn Hoàng Hải ạ. Văn hóa doanh nghiệp FPT, anh thấy vẫn còn điểm gì muốn cải thiện hoặc phổ biến? Đây không biết có phải là nhân viên cũ cải không ạ? Có các giá trị nào mà các tập đoàn toàn cầu đã làm được mà doanh nghiệp Việt Nam thì chưa làm được theo những gì anh đã chứng kiến ạ? Vâng. Câu hỏi này rất là cụ thể. Tôi nghĩ là văn hóa doanh nghiệp không có cái sự hoàn hảo, không có khái niệm văn hóa doanh nghiệp tốt và văn hóa doanh nghiệp xấu. Đấy là mỗi một văn hóa doanh nghiệp nó phù hợp và nó xuất phát từ người đứng đầu và sau đó nó sẽ lan tỏa ra. Ở FPT chúng tôi có một cuốn sách rất hay là FPT Bí Lục, và các anh chị nên đặt mua, của nhà xuất bản Thái Hà Book. Cuốn FPT Bí Lục này chúng tôi sử dụng lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp chính thống và sau đó thì chúng tôi lấy FPT như là cái điều để so sánh. Thế hỏi rằng là văn hóa doanh nghiệp FPT còn những điều gì nữa? Thì thực sự là chúng tôi cũng thường xuyên đặt cho nhau những câu hỏi đấy. Thì một trong điều mà ở FPT chúng tôi có thể là chưa làm được tốt, đấy là kỷ luật. Văn hóa FPT rất là thúc đẩy sự sáng tạo, sự đoàn kết, nhiệt huyết. Nhưng mà quả thật là vấn đề kỷ luật là vấn đề lớn của chúng tôi. Chúng tôi vấn đề trong kỷ luật thì chúng tôi vẫn duy trì được kỷ luật. Nhưng chúng tôi không làm, chưa làm được vấn đề về xử phạt. Thậm chí bây giờ phải giao quota phạt cho các lãnh đạo và lần nào cũng không thực hiện được. Cá nhân tôi nhớ lại là tôi gần như không phạt được ai cái gì cả. Thế là đến mỗi kỳ mà đến tôi vẫn còn cái quota là phải phạt, nếu không phạt thì tôi bị trừ lương. Thì tôi lại phải năn nỉ cấp dưới của tôi là em ơi, mày có cái lỗi gì không, mày khai ra đi để anh phạt mày, chứ không thì chết. Thì đấy, thì tôi muốn nói, tức là chúng tôi làm cái đấy rất kém. Ai làm ở FPT thì cũng đã từng thấm chuyện đấy. Còn toàn cầu, văn hóa toàn cầu thì có quá nhiều thứ chúng ta chưa làm được. Và đặc biệt chúng tôi phải học. Chúng tôi nói ví dụ như thế này. Chúng tôi đã rất cố gắng và đã làm được một số trường hợp thành công. Nhưng mà chưa làm được, ví dụ như tạo ra được một môi trường cho các startup ở trong lòng doanh nghiệp lớn. Điều này đều vô cùng khó. Điều này ấy, nó rất mâu thuẫn với cái sự gọi là tổ chức tốt, quy định chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ, lên kế hoạch chính xác, vân vân và vân vân của một doanh nghiệp lớn, với cái việc mà không thể nào đoán định được, không thể nào chắc chắn được, không thể nào mà
lên kế hoạch được của một startup. Thế nhưng một doanh nghiệp lớn mà muốn giữ được cái tươi trẻ của mình, giữ vững được sự cạnh tranh của mình thì phải có rất rất nhiều các startup ở trong lòng của mình và có thể dung nạp được nhiều startup vào trong đấy. Cái văn hóa này quả thật là chúng tôi chưa làm được. Chúng tôi đã có một số ví dụ thành công, nhưng mà ví dụ đấy còn nhỏ quá, ít quá. Hiện nay chúng tôi đang phải cố gắng đẩy nữa để tạo ra một môi trường rất là cởi mở, để trong doanh nghiệp các bạn muốn làm startup đều được, và những startup mà bắt đầu từ bên ngoài muốn gia nhập vào một cái cộng đồng lớn, một cái môi trường lớn như chúng tôi thì đều cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ dàng hòa nhập được. Cái này khó. Tiếp đến là văn hóa về toàn cầu hóa. Tôi sang Singapore từ năm 1995 thì một cái công ty bé tí ở Singapore, họ mở ra cái ngay lập tức họ nghĩ ngay đến chuyện là phải sang Indonesia, sang Malaysia, sang Ấn Độ, sang các nước khác kinh doanh một cách tự nhiên. Còn chúng tôi hiện nay đang có doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ và hướng đến 1 tỷ đô la Mỹ từ thị trường toàn cầu, đang có hàng ngàn người đang làm việc ở nước ngoài, đang ngồi ở nước ngoài, trong đó có hàng chục quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên, văn hóa toàn cầu hóa vẫn chưa được. Chúng tôi phải thúc ép, phải tạo ra một sức ép vô cùng lớn mà cũng rất khó khăn. Và không phải hướng kinh doanh nào cũng làm được chuyện. Mọi người vẫn luôn luôn giữ cho mình một cái suy nghĩ là thị trường của em là 100 triệu dân Việt Nam, hoặc thị trường của em là 7 triệu người Hà Nội, hoặc thị trường của em là 1 triệu người Đà Nẵng, ví dụ. Đấy, cái tầm nhìn nó chưa đủ và cái văn hóa cũng chưa đủ. Tôi nói thật là tôi là người đã cổ vũ để FPT họp giao ban bằng tiếng Anh. Thì điều kỳ lạ là mọi khi chúng tôi họp 2 tiếng thì khiến khi mà họp giao ban bằng tiếng Anh thì nó chỉ 45 phút là hết chuyện. Thì chẳng ai nói được gì cả. Công nói tiếng Anh toàn nói lăng nhăng thôi. Còn nói mà để thảo luận, để tranh luận, để tranh biện thì tiếng Anh không đủ. Thế là thay vì 2 tiếng họp giao ban thì 45 phút. Thế cùng buồn quá, quyết định lại quay về hoặc học giao ban bằng tiếng Việt. Vâng, đấy, những cái điều đấy tôi có thể kể ra rất nhiều điều để có thể học được. Vâng, cảm ơn. Vâng, đúng là một cái chia sẻ rất là thẳng thắn của diễn giả. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, câu hỏi của một chị tên là Tươi ạ. Làm thế nào để anh luôn vượt qua được thành tích của chính mình ạ? À, dễ lắm ạ. À, tôi đổi việc. Tôi được ghi nhận là lãnh đạo có số lần thay đổi công việc ở trong công ty nhiều nhất. Cái này đã được ghi hẳn vào sách FPT bí lục. Tôi là người thay đổi nhiều nhất. Tôi cứ làm thời gian, bất kể kết quả thành công hay không thành công đến đâu thì tôi xin nghỉ. Và anh Trương Gia Bình đã rất chiều tôi là chuyển tôi sang một việc khác. Tôi cũng chia sẻ thật, hồi xưa tôi nói anh Bình là quả thật là nếu mà không đổi việc thì chắc em phải xin nghỉ, bởi vì em sẽ phải đi làm một việc khác. Nó phải có một cái lý do gì chứ ạ? Tức là cái lý do tính cách con người nữa. Nhưng mà cái đổi việc đấy nó sẽ tạo cho anh một cái động lực để làm tốt hơn ở công việc mới và tạo ra những thành tựu cho công việc mới. À, tại vì số tôi đen thế này. Khi mà tôi đổi việc mới ấy, thì bao giờ thấy người lãnh đạo trước tôi ấy, hoặc là thường là họ làm rất giỏi. Ví dụ như hồi mà tôi thay anh Nguyễn Thành Nam làm chủ tịch FT Software, tôi nản kinh khủng. Tôi rất khoái mà mình thay được ông lãnh đạo nào mà kém. Dạ. Tại vì ông kém nhất rồi thì mình chỉ kém nhì thôi. Dạ. Thành ra rất là dễ. Nhưng mà gặp ông mà xuất sắc, anh Nguyễn Thành Nam chẳng hạn, một trong founder của công ty, nguyên là tổng giám đốc FPT, founder của FPT Software. Dạ. Anh quá giỏi. Anh em họ quá tin yêu anh. Dạ. Mình làm gì để tạo ra sự khác biệt? Đấy, cái thử thách kiểu như thế rất sướng. Và chẳng may thôi, đấy là gặp may. Tôi nghĩ là nếu mà gặp may mà chúng ta có thể làm khác biệt đi được, thậm chí không cần làm hơn, mà chỉ cần làm khác đi được thì đã rất quý. Cách thứ hai là chúng ta làm chọn những việc mà FPT chưa làm. Bảo anh Bình ơi, việc này mình chưa làm. Why not? Ai mà hỏi là why, tại sao, thì các bạn nên tập câu hỏi là why not. Dạ. Tại sao không? Vâng. Vậy thì có nghĩa có một bí quyết trong doanh nghiệp là nếu như nhân viên nào mà xin đổi công việc thì cũng nên tạo điều kiện cho họ. À, vừa rồi thì ở FPT có hẳn một chính sách. Chúng tôi có rất nhiều các kỹ sư, các chuyên gia phần mềm rất có kinh nghiệm và họ đã xin nghỉ FPT. Đây là đổi công ty chứ không phải đổi việc anh. Tức là vâng, họ là được ưu đãi rất tốt, chính sách họ cũng thừa nhận là thu nhập tốt. Dạ.
nhưng họ vẫn muốn đổi. Dạ. Bởi họ muốn có những thử thách mới. Ừ. Thế nhưng ngày hôm nay FPT đã khác FPT ngày xưa. Với ví dụ như các bạn ở bên phần mềm FPT Software chẳng hạn, bây giờ có 24.000 người. Dạ. Thì là trở thành một cái môi trường lớn đến mức nó bằng nhiều nhiều, rất rất nhiều các công ty khác. Doanh nghiệp bé ở trong. Vâng, thì thực ra mà nói, nếu mà bạn mà đang đổi là làm việc từ Mỹ sang Nhật, thì về bản chất là bạn đã đổi công ty, đổi môi trường, đổi xã hội rồi. Dạ. Và chúng tôi bây giờ đang có hẳn một chính sách để thay đổi được. Và trong quy định của công ty thì chúng tôi cũng chủ động. Anh Trương Gia Bình có yêu cầu là ở FPT phải thực hiện luân chuyển, kể cả những vị trí lãnh đạo cao cấp. Vâng. Tức là không để ai làm một vị trí quá lâu. Quá lâu. Vâng. Làm cho họ bị ì đi, bởi vì khi đổi sang có thể sẽ kích thích được bản thân. Dạ vâng. Vâng, và đây là một nhân chứng thưa quý vị. Dạ vâng, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ vâng, câu hỏi của chị Thanh Hoa ạ. Em được biết là FPT có chiến tranh nhân dân dùng trong quản lý. Anh có thể chia sẻ thêm giúp được không ạ? Vâng, đây là bí quyết mà từ năm 1997 anh Bình đã bắt đầu tổng kết và đưa vào áp dụng. Thì cái này nó xuất phát từ cái điều như thế này. Khi mà nghiên cứu về lịch sử hơn 2.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thì chúng ta mới nhìn thấy cái võ công thượng thặng của dân tộc ta. Đấy là chiến tranh nhân dân. Khi mà chống lại mọi kẻ thù xâm lược đất nước, thì chúng ta nhận thấy là lần nào mà toàn dân một ý chí, từ vua cho đến người dân, thì chúng ta sẽ thắng. Và bất kể kẻ thù mạnh đến bao nhiêu. Điều này đã chứng minh, ví dụ như là trong 3 lần chiến thắng Nguyên Mông, rồi chống Pháp, rồi chống Mỹ. Thì khi đó thì chiến tranh nhân dân đã trở thành một cái bí quyết thượng thặng, võ công thượng thặng của dân tộc ta. Và ở đây tôi muốn nói thế nào là áp dụng chiến tranh nhân dân trong doanh nghiệp. Thì có rất rất nhiều doanh nghiệp không áp dụng được chuyện này. Tôi muốn nói, có rất nhiều doanh nghiệp, tôi rất xin lỗi, tôi đã được mời đến và tôi nói rằng là điều này sẽ không thực hiện được trong doanh nghiệp của bạn. Bởi vì chiến tranh nhân dân trong doanh nghiệp nó đòi hỏi là trong cả doanh nghiệp phải cùng với nhau thống nhất một mục tiêu. Tôi nói ví dụ như là doanh nghiệp chúng ta sẽ lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, để đảm bảo làm sao từ chủ tịch cho đến cô bán hàng, từ tổng giám đốc cho anh cán bộ kỹ thuật đều thực hiện điều đó. Điều này cực kỳ khó, không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Những doanh nghiệp mà vẫn là chỉ đạo, thực hiện, ra lệnh, thì những doanh nghiệp ấy không có cửa nào làm được. Chúng ta nhớ lại, nói đến chiến tranh nhân dân, thì nhớ lại cái câu của Hồ Chủ tịch viết vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bác viết rằng là bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng, có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước. Bây giờ dịch lại theo ngôn ngữ hiện đại trong một doanh nghiệp là gì? Trong công ty chúng ta, từ chủ tịch cho đến cán bộ kỹ thuật, từ tổng giám đốc cho đến người bán hàng, tất cả phải lấy sự hài lòng khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Khi chúng ta làm một sản phẩm, làm một dịch vụ, khi chúng ta bổ nhiệm một người, khi chúng ta xây dựng một quy trình, thì đều đặt ra câu hỏi khách hàng có lợi gì trong việc quyết định này. Và đây là cái tư tưởng về chiến tranh nhân dân. Tư tưởng chiến tranh nhân dân này khi mà triển khai ra diện rộng, thì trong toán học nó có một cái từ nó gọi là fraction. Tức là như thế này, các anh chị có bao giờ giơ một cái lá lên xem không? Hôm nay về các anh chị lấy một lá lên xem. Các anh chị sẽ thấy cái lá nó sẽ có gân lá mà được chia ra thành các gân nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Các anh chị sẽ soi kỹ vào một cái chỗ gân lá, các anh chị lại thấy nó có cấu trúc giống như là hình của cái lá. Cái này gọi là fraction. Tức là trong cái tổng thể, chi tiết có thể khác nhau, nhưng trong cái tổng thể chúng ta giống nhau. Và dù đến cái chi tiết nhỏ nhất, khi soi kỹ ở chỗ một cái lá, thì nó cũng có cấu trúc hòa hợp. Mặc dù nó có rất nhiều khác biệt về chi tiết, nhưng nó cấu trúc hòa hợp trên cả cây lá. Và thậm chí nhìn rộng ra,
là trên cả cái cây, nhìn rộng ra là trong cả một khu rừng. Thì khi mà làm được như vậy thì doanh nghiệp chúng ta làm gì cũng được. Tôi kể câu chuyện của chính chúng tôi, FPT Telecom, trong mùa dịch. Khi tôi nói với anh em là như này, chúng ta kinh doanh Internet, đúng, chúng ta có đồng tiền từ đấy, từ hàng triệu triệu hộ gia đình. Thế nhưng ngày hôm nay vào trong mùa dịch thì tôi nói các bạn, ở đây không phải nói chuyện câu chữ kinh doanh nữa, mà nói là sứ mệnh. Chúng ta có một sứ mệnh giữa lúc cả nước cách ly, cả nước giãn cách. Đấy là sứ mệnh kết nối. Chúng ta phải kết nối con người, kết nối yêu thương. Bởi vì giờ này mọi người cần nhất sự kết nối. Trong giãn cách, người ta có thể cô đơn, có thể cô độc. Và chúng ta nhận nhiệm vụ này. Và khi đấy tôi muốn nói như này, 17.000 cán bộ chúng tôi lên đường mỗi ngày. Chúng tôi có những giấy phép đặc biệt của những ngành thiết yếu trong xã hội để đi đến những từng nhà dân một. Khi đấy, cùng với những người cán bộ ngành y, chúng tôi đã tham dự xây dựng 18 cái bệnh viện dã chiến. Những cán bộ chúng tôi vào đấy để sửa chữa mạng, để lắp đặt thêm mạng, đã xác định sẵn, đã đi vào, đi ra là 14 ngày cách ly. Có những gia đình, người dân, chúng tôi biết chắc chắn 7-8 người trong nhà là bị F0 và chúng tôi cho phải cho người mặc đồng phục đi vào, lắp xong mạng, quay ra là cách ly. Có những chàng trai kỹ thuật khi chuẩn bị bước vào đã viết ra sau lưng cái áo đồng phục, cái áo bảo vệ, bảo hộ là chiều nay bố về ăn cơm với các con. Nhưng mà tự bạn ấy, bạn biết là bạn nói dối. Bởi vì khi quay ra bạn sẽ có 14 ngày cách ly. Nhưng chúng tôi vẫn nhận nhiệm vụ. Ở rất nhiều khu phố, đặc biệt là tại Sài Gòn, tại Bình Dương, Đồng Nai là những khu phố vùng đỏ cách ly tuyệt đối. Nhưng mà ở đấy người dân vẫn cần kết nối. Chúng tôi đã lấy các cán bộ tình nguyện xách toàn bộ đồ vào đấy, ở thuê nhà ở trong đấy một tháng. Và để đảm bảo kết nối cho nhân dân ở trong vùng. Thì ở đây, ngoài chuyện kinh doanh, thì chúng tôi hiểu rằng đấy là sứ mệnh của mình. Ở đây không chỉ nói chuyện câu chữ nữa, mà bằng hành động. Và cái điều đấy, tôi không thể nào đủ tiền để trả lương cho cán bộ của mình làm việc. Vì lúc này không thể nói gọi là làm ngoài giờ được nữa. Cũng chẳng biết trả lương bao nhiêu cho vừa nữa. Và thậm chí là nguy hiểm nữa. Tỷ lệ bị F0 ở công ty chúng tôi gấp 3 lần. Mức độ tỷ lệ bị F0 trung bình ở tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Và lúc đấy, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã áp dụng được thành công cái chiến tranh nhân dân ở trong doanh nghiệp. Dạ vâng, nếu mà có thời gian tôi sẽ kể rất rất dài về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ, của anh Nguyễn Hoàng Hải ạ. Nhà lãnh đạo chắc chắn phải hy sinh rất nhiều, do đó một work-life balance sẽ bị ảnh hưởng. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào ạ? Cân bằng. Vâng. Cách đây đúng 4 hôm à, ở lãnh đạo, tôi dạy cho các lãnh đạo ở BIDV và câu hỏi này cũng thường xuyên được đặt ra. Tôi trả lời thật nhé, đây là quan điểm của tôi thôi. Quan điểm này có thể là rất nhiều anh chị rất là giỏi, không nhất trí. Nhưng mà tôi trả lời đây, đã nhận vào trong mình vị trí làm lãnh đạo thì tiếng Anh gọi là no way. Còn tôi nói thật là không có cách nào cân bằng giữa được công việc và gia đình. Các anh chị phải có một lòng tin là mình rất rất may mắn khi mà có hậu phương vững chãi, khi mà có người vợ, người chồng, bố, mẹ, các con là hậu phương vô cùng vững chãi và thông cảm cho mình. Còn nếu như thực sự không có được điều đấy thì sự đổ vỡ về gia đình khó tránh khỏi. Điều này nó cũng phù hợp với con số thống kê là số các lãnh đạo doanh nghiệp mà có tỷ lệ ly hôn, và nếu không ly hôn thì có tỷ lệ mà trục trặc về hôn nhân là rất lớn, lớn hơn tỷ lệ bình thường rất nhiều. Và tôi nói thật, chắc là chúng ta sẽ chưa có cách nào tìm ra được câu trả lời hoàn hảo cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo ạ. Các lãnh đạo Việt Nam dường như dành thời gian hơi nhiều cho phát triển các mối quan hệ, đi ăn uống, hát hò, ít chú ý chăm sóc thể chất. Quan điểm của anh thế nào về vấn đề này ạ? Vì có thể có nhà lãnh đạo sống mũi đẹp trai không
thay vì bụng to chán hỏi. Vâng, anh Hải chắc anh đá đều tôi ạ. Tôi xin nhắc anh Hải là tôi có tên là Tiến Béo từ ngày tôi là sinh viên. Thành ra lúc đấy chắc chắn tôi chưa phải là lãnh đạo mà béo cả. Béo là do bố mẹ sinh ra, chứ không phải béo do ăn uống. Cái này tôi kiện được, tức là nước ngoài là béo, béo mình béo đẹp, gầy dễ thương, chẳng sao cả. Nhưng mà cái đoạn anh nói là đúng. Tức là rất thiếu thời gian để chăm sóc về thể chất. Tôi thừa nhận chuyện này. Cũng là một cái yếu tố bình thường thôi. Tôi kể câu chuyện của chính quân của tôi ạ. Tôi có một số bạn, bạn xin nghỉ việc. Thế tôi ghét lắm, tôi bảo là sao mày bỏ anh. Và em nói thật với anh Tiến, em có bỏ FPT đâu, em bỏ nghề này. Em nói thật anh là em không có cách nào ngồi từ 10 đến 12 tiếng trong phòng máy lạnh và chỉ nhìn mỗi cái màn hình. Cuộc sống em không thể chấp nhận được chuyện đấy. Thì ý nói là gì ạ? Tính chất của mỗi loại công việc nó đòi hỏi chúng ta chuyện đấy. Thế nhưng mà cũng chia sẻ với anh Hải là qua mùa dịch thì đã rút ra một điều tuyệt đối hay, là không nhất thiết là cứ phải nhậu nhẹt, cứ phải đàn hát thì mới ký được hợp đồng. Có đúng không ạ? Các anh chị đây đã hoàn toàn thống nhất thôi. Rồi những tất cả những hội họp, nói vô bổ không đúng, nhưng mà có rất nhiều cái buổi hội họp cứ phải nhậu nhẹt, không cần thiết nữa. Và rất 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 các nhiều hợp đồng chúng ta chỉ gặp nhau ở trên online. Thế nhưng mà tôi cũng nói này, không cần nhậu nhẹt, nhưng những cái bắt tay, những cái vỗ vai, những ánh mắt nhìn thẳng vào nhau là không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Do rất nhiều lãnh đạo thì lại thái quá, nói là chỉ cần online là được rồi, ngồi mọi nơi là tiếp khách, gặp hết mọi người, tiếp khách mọi người, giải quyết được mọi việc. Thôi được, quan điểm của không có đúng có sai ở đây. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã rút được qua mùa dịch, không nhất thiết cứ phải nhậu nhẹt thì mới ký được hợp đồng. Và chúng ta cũng rút ra một điều là online không phải là tất cả. Vâng, chắc là anh Hải cũng đã hài lòng với câu trả lời này của anh Tiến. Anh phải hài lòng đấy ạ. Vâng, tiếp theo ạ. Em là học viên của FSB và em đã được nghe anh nói sẽ chia sẻ về những điều trường kinh doanh không dạy bạn. Hôm nay anh có thể chia sẻ cho chúng em được không? Và thầy Tiến có lời khuyên nào dành cho những nhà lãnh đạo nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ không ạ? Em nghĩ là em nên gộp bởi vì hai câu hỏi này khá chung chung. Vâng, không chung chung nữa. Khóa học mà những điều trường quản trị kinh doanh không dạy bạn ấy là một khóa học rất đắt tiền của tôi. Vâng, các bạn đừng nhìn mấy cái hình ở đây mà các bạn nghĩ rằng là sẽ học được, không học được gì đâu ạ. Khóa học này ấy, là FSB sẽ tổ chức và tính học phí rất cao. Tôi nói thật nhé, các bạn có thể học được rất nhiều điều ở FSB. Ví dụ như là những khóa quản trị về khóa MBA, Global MBA, Mini MBA, tốt thứ nhì Việt Nam. Tốt nhất thì tôi chưa biết ở đâu. Thế nhưng mà tôi nói thật, kể cả FSB cũng khó có thể có những khóa học chia sẻ các bạn những điều mà trường quản trị kinh doanh chưa dạy. Tôi nói ví dụ như là Psychology for Leader, tâm lý học lãnh đạo. Các anh chị chỉ cho tôi tại bất kỳ một trường quản trị kinh doanh nào ở Việt Nam dạy về cái đấy. Đấy là một ví dụ thôi. Vâng. Thế thì ngày hôm nay thì chắc chắn là không đủ thời gian để đấy rồi, tôi chỉ quảng cáo thôi. Ví dụ, tôi nói ví dụ như này. Tất cả các trường quản trị kinh doanh, kể cả trường Harvard, người ta dạy cho lãnh đạo và kết luận là bằng những cái tài liệu dạy trong vòng vài tháng, ít nhất cũng khoảng 2 tuần chương trình, rồi những quyển sách nó dày. Tôi có thể chia sẻ các anh chị trong vòng 30 phút về nhiệm vụ người làm lãnh đạo. 80% thời gian của người lãnh đạo phải làm gì? Làm lãnh đạo tất nhiên phải làm tất, nhưng mà 80% phải tập trung vào những việc gì? Đo đếm làm sao được chuyện đấy? Thế nào là nhà lãnh đạo? Thế nào là nhà quản lý? Nếu chúng ta nói đến, tôi nói thật là này, phần lớn các lãnh đạo là xuất phát từ những nhà quản lý giỏi. Và tôi muốn nói là phẩm chất của một nhà quản lý giỏi và phẩm chất của một người làm lãnh đạo hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên làm quản lý giỏi thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sau này ở vị trí lãnh đạo. Bởi vì làm quản lý rất giỏi thì sẽ hỗ trợ nhiều cho làm vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên nếu mà mang nguyên si những cái phẩm chất của người làm quản lý đi làm lãnh đạo
thì bao giờ các bạn cũng kết thúc cuộc đời của mình bằng một vị trí lãnh đạo thất bại. Bởi vì chúng ta cứ làm tốt trưởng phòng lên làm giám đốc trung tâm, tốt làm lên làm phó tổng đốc, tốt lên làm tổng đốc và tốt nữa lên làm nhà lãnh đạo. Rất xin lỗi. Và tôi cũng nói này, có rất nhiều anh chị vị trí rất cao. Tôi cũng vừa dạy ở một loạt lớp của BIDV, Vietinbank và của các tổng công ty. Thì tôi nói này, kể cả những vị trí rất cao, phó chủ tịch, phó tổng giám đốc, vân vân, các anh chị vẫn là nhà quản lý. Bởi vì lúc đấy các anh chị đang quản lý một số việc. Còn nhà lãnh đạo chủ yếu là làm việc với con người. Những cái cách làm việc nó rất khác nhau. Đấy. Thế thì khi đấy tôi cũng sẽ trong bài giảng thì chúng tôi sẽ có cái phần rất là quan trọng là để các anh chị đánh giá mình có những tố chất, phẩm chất, có những năng lực, kiến thức và kinh nghiệm 5 tiêu chí dành cho nhà lãnh đạo hay không, hay là sau khi đo đếm thì các anh chị nặng là nhà quản lý giỏi. Bởi vì câu hỏi mà người ta luôn luôn hỏi là phải chăng là phẩm chất lãnh đạo là do trời sinh? Tất nhiên là tất cả các trường quản trị kinh doanh, đặc biệt là FSB phản đối chuyện đấy. Dạ. Bởi vì nếu mà là phẩm chất của nhà lãnh đạo do trời sinh thì ai đi học làm gì nữa? Dạ. Thì tôi trả lời thế này. Phẩm chất nhà lãnh đạo là đúng do trời sinh và chúng ta học để chúng ta có thể trở thành những nhà lãnh đạo đích thực. Dạ. Cái khóa học mà gọi là Authentic Leader, nhà lãnh đạo đích thực, là một trong những khóa đắt tiền nhất trên thế giới này. Và đấy là những khóa học vô cùng đặc biệt của trường Harvard. Vâng. Tôi rất là mong đấy, chị Thúy Vân, bây giờ chị cũng sắp đến tuổi để đi học cái khóa đấy đấy. Anh vâng. Thì anh là em là sao? À, lý do thế này. Cái khóa học Authentic Leader ấy, thông thường là để qua được vòng gửi xe. Vâng. Thì có hàng loạt các tiêu chí. Không phải cứ có tiền là người ta cho vào học. Vâng. Thế là đấy là một lời khen dành cho chị Vân rồi. Tôi sẽ nghiên cứu về cái này, bởi vì thực ra nói thật là tôi không tự tin, chứ không phải là vì tôi cảm thấy tôi quá tự tin hay over gì trong cái việc mà anh bảo là đấy, Thụy Vân sắp đến tuổi để học rồi. Dạ vâng. Như vậy là cũng đã có một chút cái chia sẻ đối với câu hỏi của bạn vừa rồi ạ. Còn em thấy có một cái đuôi câu hỏi nữa ạ. Vâng, đây câu hỏi này ạ. Em đang không nhìn thấy tên của ai. Câu hỏi của học viên Nguyễn Tuấn Vũ ạ. Vâng, em xin có thêm một câu hỏi ạ. Doanh nghiệp bên em hiện để bán hàng nhiều thì vẫn cần phải trả ngoài cho người gọi hàng của khách hàng. Người gọi hàng của khách hàng. Những khoản chi phí này không phải là chi phí được khấu trừ hợp lý nên tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp phải xử lý bằng cách lấy hóa đơn. Vậy nếu doanh nghiệp muốn làm chuẩn thì có rủi ro là giảm doanh số nhiều. Vậy theo anh có nên duy trì cách làm cũ hay quyết tâm làm chuẩn chỉnh? Rủi ro làm chuẩn chỉnh thì có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu ạ. Vâng. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra mà có những câu từ gọi là uyển ngữ như thế này. Bản chất là tiền hoa hồng đúng không ạ? Bản chất là tiền đút lót đúng không ạ? Trả tiền ngoài. Vâng. Người ta có 1001 cách để vượt qua chuyện này. Tuy nhiên là tôi nghĩ thôi, các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta dù có tốt bao nhiêu thì những người trung gian bao giờ cũng cần thiết. Còn hành xử thế nào với những người trung gian, làm sao cho đúng pháp luật, làm sao cho chuẩn mực, hoặc thậm chí là làm sao cho chỉ cần không vi phạm pháp luật là một tài năng. Vâng. Rất tiếc là tôi không phải là người giỏi trong chuyện này. Tại sao không phải để tôi chối đâu, mà vì là một thời gian rất dài tôi làm việc là cho thị trường nước ngoài ở tại Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Thành ra tôi không giỏi những chuyện này. Và chắc là mời chuyên gia khác họ sẽ hỗ trợ. Tại sao không phải là chính các anh chị chia sẻ cho nhau? Và chính các anh chị đang tham dự buổi này chia sẻ cho nhau là tốt nhất. Chúng ta có một cái nút chat đấy đúng không anh? Vâng. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của anh Lê Đăng Việt Phương ạ. Xin chào anh Tiến, sự chính trực trên góc nhìn cá nhân là bản lề của mỗi con người. Tuy nhiên lịch sử cũng chứng minh những hành động không chính trực như cách mà Bill Gates đã ăn cắp ý tưởng của Steve Jobs, hay là các tập đoàn lớn của thế giới kiếm tiền dựa trên đồng tiền nhuốm máu trong WWI. Vẫn trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Và em xin lỗi, em đang chưa kịp hiểu. Vâng ạ. Nhuốm máu trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai vẫn phát triển. Anh nghĩ sao về việc này? Ở đây tôi nói hai câu thôi ạ. Thứ nhất là không có chỗ nào lịch sử mà chỉ có một số cái quyển sách, một số bài báo nói là Bill Gates ăn cắp của Steve Jobs.
còn lịch sử chưa chứng minh bao giờ chuyện đấy cả. Vâng, không có lịch sử nào trong chuyện này. Trong chuyện này thì là một số bài báo và một số ý kiến. Điều thứ hai là tôi rất thích cái câu trong một bộ phim vô cùng lâu rồi. Đấy là ở đây không nói chuyện tránh trị. Thành ra chúng ta chuyện tránh trị. Thành ra chúng ta chuyển chủ đề khác. Vâng, chúng ta sẽ đến với gọi tiếp theo ạ. Của bạn của anh Phương Nam, chị Phương Nam, em xin lỗi, ở đây không có tên. Vâng, anh Tiến ơi, phía sau một người đàn ông thành công là một hậu phương vững chắc. Tuy vậy, phía sau một người phụ nữ thành công là do có một bờ vai vững chắc. Anh có thể chia sẻ chút cho em về ý kiến này được không? Tất nhiên rồi ạ. Tôi muốn nói như thế này. Tôi gặp, hay là nói thật là tôi chưa gặp một người phụ nữ, một nữ doanh nghiệp thành công thực sự nhé, mà có một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tôi chỉ nói là hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Có thể là các anh chị có thể giúp tôi chỉ ra một số người như vậy, và tôi rất là cảm động nếu mà có thể được kết nối. Tuy nhiên mà quả thật trong những cái mối quan biết của tôi thì tôi chưa gặp trường hợp nào mà các chị rất thành công thì nhiều, nhưng mà rất thành công mà lại có một cái sự gọi là xui xẻ về hạnh phúc gia đình. Ở đây vấn đề không phải chỉ là cái bờ vai đấy có đủ vững chắc hay không, mà nó cũng có một vấn đề rất lớn là khi mà một người phụ nữ thành công lớn bởi vì có tham vọng lớn, và vì vậy thành ra những người phụ nữ như vậy họ cũng có những phẩm chất, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn nó cũng đặc biệt. Và có lẽ là những người đàn ông bình thường rất khó mà có thể làm cho họ vừa lòng được. Thế nhưng mà thực sự thì tôi nghĩ bình thường thôi, nam hay nữ ở đây không quan trọng. Quan trọng là mình tin rằng mình có một hậu phương vững chắc. Điều này mới là điều quan trọng. Dạ vâng. Chồng, vợ, bố mẹ, cả những đứa con, kể cả cả những người bạn nữa. Điều này vô cùng cần thiết đối với những doanh nhân, và đặc biệt là những doanh nhân mà đang rất thành công. Bởi vì điều này là điều không thể mua được bằng tiền. Dạ vâng. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Và cũng như anh chị nhớ là nếu như có được một ví dụ điển hình nào đó thì có thể chia sẻ với chính diễn giả. Vâng. Xin chào anh Tiến ạ. Công ty em sử dụng rất nhiều dịch vụ của FPT. Cái câu hỏi này là của học viên Phạm Minh Châu ạ. Tuy nhiên thì em thấy có vấn đề là khi đàm phán với các cấp lãnh đạo của FPT thì rất lý tưởng, dường như là mọi vấn đề đều có giải pháp. Khi triển khai xuống các cấp dưới, anh em cũng đều hứa ok hết, có thể giao sếp ok rồi thì nhân viên cũng ok, nhưng đến cuối cùng lại không thực hiện được, khiến khách hàng như em cảm thấy khá thất vọng. Và vấn đề này em gặp ở rất nhiều các công ty thuộc FPT như là FTI này, FPT này. Đã xin đẩy câu hỏi lên ạ. Vâng. Hay là FPT Telecom, liệu đây có phải là một vấn đề mà FPT gặp phải khi mà bộ máy trở nên quá lớn? Anh Tiến có nhận thấy vấn đề này hay không? Và nếu có thì anh có giải pháp gì chưa? Xin cảm ơn anh. Tôi mỗi ngày giải quyết những việc này. Nhưng mà tôi muốn nói như này, không có lãnh đạo nào làm thay được hết tất cả cho nhân viên của mình, mà chỉ có thể làm gương. Và khi mà tìm hiểu nguyên nhân thì chúng tôi thấy có một vấn đề rất lớn như này. Một người đồng nghiệp của tôi, một người nhân viên của tôi, đầu tiên ấy, anh ta phải hiểu sản phẩm dịch vụ của công ty mình. Anh ta phải tin sản phẩm dịch vụ công ty mình. Và bước thứ ba là anh ta phải yêu sản phẩm dịch vụ công ty mình. Thì điều đấy anh ta mới có thể thực sự bán hàng được. Anh ta mới tạo ra sự tin cậy của khách hàng. Anh ta mới làm được những điều khách hàng hài lòng. Vì vậy, giữa từ chỗ hiểu sang tin và sang yêu là đang làm khoảng cách. Và khi mà chúng tôi làm với khách hàng thì chúng tôi mới phát hiện ra là có nhiều lãnh đạo rất là yêu công ty nhưng mà lại không hiểu về sản phẩm công ty mình. Dẫn đến chỗ là gặp khách hàng lúc nào cũng chém, rất là tốt. Thế nhưng mà trên thực tế thì sản phẩm mình nó chưa đạt đến mức đấy. Nói thật, đây là thật. Ngược lại thì có rất rất nhiều nhân viên đi làm việc nhưng mà là
nhận lương đi làm, còn thực sự là họ không hiểu, không tin và không yêu sản phẩm dịch vụ công ty mình, dẫn đến chỗ họ đã chưa đưa được đến khách hàng cái sự phù hợp đấy. Tôi cũng không phải bênh vực, nhưng tôi nói thật là cũng không doanh nghiệp nào có thể nói là sản phẩm dịch vụ mình là hoàn hảo, mà chỉ là chúng tôi đặt mục tiêu và chúng tôi tin tưởng là chúng ta sẽ hướng đến sự hoàn hảo. Rất là cảm ơn sự đóng góp rất là thành thật, thẳng thắn này. Dạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của anh Đình Dũng ạ. Thưa diễn giả, tư duy lãnh đạo sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp cũng như tác động tới văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy mà tư duy lãnh đạo như thế nào là phù hợp trong thời hiện đại hiện nay? Xin cảm ơn diễn giả. Câu hỏi khó quá. Vâng, câu hỏi này mang tính triết lý nhiều hơn. Và thôi tôi trả lời thế này đi ạ. Thôi tôi quay lại đúng chủ đề ngày hôm nay. Thì các anh chị có thể thấy rằng là tư tưởng người lãnh đạo khi bước vào làm kinh doanh, thì nếu như thực sự anh ta đặt là cái tiêu chí là sự chính trực lên cho chính bản thân mình và hướng công ty hoạt động theo một cái hướng như vậy, chủ động xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ đầu, thì các anh chị thấy rất rõ ngay là cái công ty đó gọi là gì? Gọi là đã có định hướng ngay từ đầu. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi khi mà chúng ta thực sự là ở vùng gray, tức là vùng xám, chưa biết rõ trắng đen thế nào, chưa biết đúng luật pháp hay không, chưa biết cái quyết định này sẽ ảnh hưởng gì lâu dài trong tương lai. Chuyện này thì suốt từ đầu buổi đến giờ tôi vẫn chia sẻ, và tôi nghĩ rằng nó không có mẫu số chung đối với tất cả mọi câu hỏi của tất cả các doanh nghiệp. Vì vậy tôi rất là mong là chúng ta sẽ có những buổi chia sẻ trực diện cụ thể đối với doanh nghiệp của mình. Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Yến ạ. Em muốn mua cổ phần của FPT nhưng mà không có nhiều tiền. Giá FPT thì cao mà luôn ổn định, xuống không nhiều. Anh cho em lời khuyên nên mua ngay hay đợi thêm một thời gian nữa ạ? Câu hỏi này xuất sắc. Câu hỏi này mà tôi biết tôi đã giàu, rất giàu. Tôi nói thật, câu hỏi này nó còn khó hơn câu hỏi là chiều nay đề về con gì và lô vào con nào. Đấy, thành ra bạn đừng hỏi tôi. Dạ. Thế còn tôi nói thật là này, mọi người hỏi tôi thì tôi vẫn luôn luôn trả lời về cổ phiếu FPT. Tôi nói rằng là cổ phiếu FPT không dùng để đánh bạc. Cổ phiếu FPT không dùng để đầu cơ. Nhưng cổ phiếu FPT rất phù hợp để đầu tư. Chính bạn cũng nhận thấy thế. Nó không có sự lên xuống đột xuất bất ngờ. Các cái cam kết của lãnh đạo FPT đã được duy trì suốt mười mấy năm nay. Điều này là điều chứng minh trên thực tế. Và các anh chị nhìn thấy rằng là cứ mỗi lần họp thì nhiệm thậm chí các nhà báo lại bảo là dạo này hơi buồn, bởi vì là thấy các anh cam kết chuyện gì quý trước, tháng trước, kỳ trước thì các anh chị đều thực hiện gần như hoàn hảo cả. Thành ra nó không có gì đột xuất. Không có gì để viết bài. Rồi về các hành vi ở trong lãnh đạo công ty, rồi trong công ty nó không có gì bất thường. Dạ. Vâng. Đấy, nhưng mà thực ra đấy là sự ổn định rất là cần thiết, rất là tốt. Vâng. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của anh Ngô Xuân Nghiệp ạ. Thưa anh Tiến, như em hiểu con người cần có 3 trụ cột chính để làm tốt công việc, EQ, EQ và tính cách. Nhưng khi các công ty tuyển dụng nhân sự thì các công ty đều yêu cầu bắt buộc về bằng cấp. Nhưng em nhớ là FPT có nói bằng cấp không quan trọng. Anh có ý kiến như thế nào về điều này? Vâng, thứ nhất là tôi nói luôn là cái ý bạn về IQ, EQ và gì nữa? Và tính cách. Cách ạ. Gọi là tiếng Anh gọi là attitude đấy hả? Dạ. Gì đấy? Không đúng ạ. Không đủ. Tôi nói lại này. Con người ta khi đánh giá người ta trong công việc thì có 5 yếu tố. Một là tố chất trời sinh, phẩm chất do rèn luyện, kiến thức do học tập, phẩm chất do vượt qua thử thách và kinh nghiệm bằng thời gian. Tức là thường là gọi 5 cộng 1, nó còn một yếu tố nữa buồn cười lắm. Nó gọi là yếu tố may mắn. Tôi được bỏ qua yếu tố đấy. Vì cái đấy khoa học chưa giải thích được. Thì với 5 yếu tố đấy thì người ta sẽ đánh giá một con người. Và trong mỗi yếu tố đấy còn có nhiều yếu tố khác nữa. Đấy là để tôi trả lời các bạn. Tiếp đến chuyện bằng cấp, tôi nói này, bằng cấp không quan trọng là chính xác. Ở FPT rất nhiều anh chị không hề có bằng cấp và vẫn ở những vị trí lãnh đạo quan trọng, những chuyên gia hàng đầu,
không phải cứ phải là có bằng cấp thì quan trọng. Tuy nhiên tôi muốn nói này, hôm nọ tôi vừa trả lời ở trên truyền hình, mỗi một cái bằng, mỗi một cái chứng chỉ đấy là một bài test đã chứng minh là các bạn đã vượt qua một thử thách. Và vậy bản chất đánh giá một người làm đi làm việc là bạn phải vượt qua rất rất nhiều thử thách. Vì vậy khi mà một người show ra được rằng là tôi đã từng đi học 4 năm với bằng giỏi, tôi đã có những cái chứng chỉ xuất sắc như thế này, thì chứng tỏ anh ta đã có một cái năng lực rất đặc biệt, là một cái phẩm chất rất đặc biệt là vượt qua được rất nhiều thử thách. Và nhờ thế anh ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm, và hơn nữa anh ta sẽ có kiến thức phù hợp. Thế nói chuyện bằng cấp quan trọng hay không quan trọng thì tôi phải nói lại câu chuyện như vậy. Đã rõ. Vâng, câu hỏi tiếp theo của anh Nguyễn Tuấn Vũ ạ. Em xin có câu hỏi là nếu một người không quảng giao và có vẻ như không có tố chất lãnh đạo, vậy theo anh có thể dùng sự chăm chỉ và cố gắng để trở thành leader được không? Hay nên theo hướng tập trung để trở thành nhân viên tốt ạ? Những người giàu nhất đất nước này, những người mà thuộc loại gọi lãnh đạo cao nhất của đất nước này trong doanh nghiệp, tôi đều có sự quen biết. Và tôi phát hiện ra là có một yếu tố chung là các anh chị đấy vô cùng chăm chỉ. Tất nhiên sẽ còn nhiều yếu tố khác nữa. Dạ. Trong số đấy thì phần lớn các anh chị đấy không phải là người quảng giao, không phải là người giao tiếp quá giỏi, nhưng mà họ là những người rất là chân thành, và mọi người đều nhận ra sự chân thành đấy, sự thành thật đấy, sự thật tâm đấy. Đấy, thành ra bạn đừng đặt vấn đề theo cách như vậy. Và tôi nói lại này, những người mà giàu nhất đất nước này, những người vị trí lãnh đạo cao nhất của các doanh nghiệp đất nước này, tôi đều nhận thấy một điểm chung, đấy là vô cùng chăm chỉ. Ví dụ như là anh Trương Gia Bình ở FPT là người chăm chỉ thứ nhì của tập đoàn chúng tôi. Dạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Lãnh đạo tổ chức lớn đa văn hóa như là Bắc, Nam, Nhật, Mỹ, Slovakia, anh thấy có những thuận lợi và khó khăn gì? Làm sao anh dung hòa và phát triển được trong bối cảnh đa văn hóa? À vâng, ngày xưa nó có cái câu gì mà rất hay trong chuyện này nhỉ? Tức là hòa nhập không hòa tan, đúng rồi. Dạ. Tức là chúng ta phải luôn luôn giữ được bản sắc của mình. Thì hồi xưa chúng tôi có một câu hỏi vô cùng lớn trong chuyện này. Đấy là liên quan đến chuyện là FPT có những cái nét văn hóa của mình hết sức không phù hợp. Tức là văn hóa mà xuất phát từ làng quê Việt Nam mà, văn hóa làng xã sẽ không phù hợp với việc là ra toàn cầu. Về sau chúng tôi phát hiện ra là đúng là có những điều không phù hợp thật. Cái này thừa nhất, không phù hợp thật. Thế nhưng mà càng ngày thì chúng tôi phát hiện ra một điều rất là giản dị là cái sự chân thành. Cái tính mà những con người ở FPT mà luôn lấy sự công minh, lấy cái tính đồng đội, lấy sự trí công lên đầu, thì ở đâu nó cũng giống nhau. Dạ. Ở đâu cũng cần thiết như vậy. Vâng. Thế nhưng các bạn yên tâm, không sao đâu ạ. Dạ. Chắc chắn là anh cũng đã hài lòng, anh Vũ đã hài lòng với câu trả lời này rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ, của anh Phương ạ. Anh thấy như thế nào giữa việc quản lý và lãnh đạo một đội bóng và một doanh nghiệp? Anh cho em hỏi. Dạ vâng, câu hỏi là anh thấy như thế nào giữa việc quản lý và lãnh đạo một đội bóng và một doanh nghiệp? Vâng, cái này thì quả thật là tôi nói này. Tôi xuất phát từ một câu khác. Dạ. Có rất nhiều nhà lãnh đạo rất thích nói những câu là công ty là gia đình. Vâng. Thì tôi nói là công ty là một đội bóng. Mọi người rất hỏi tại sao thế? Bảo vì thế này, công ty không thể là một gia đình, mặc dù rất đoàn kết với nhau. Lý do thì là thế này, trong một gia đình ấy, thì thực ra như bàn tay, có ngón ngắn ngón dài, có đứa con rất thành đạt và có những đứa con là không thành đạt, thậm chí là có những đứa con nghiện hút, thậm chí là nếu không may mắn có những đứa con tật nguyền. Nhưng đã là gia đình thì bất kể là nó là đứa thành đạt, thông minh, đứa kể cả có bị khuyết tật, có nghiện hút chăng nữa thì vẫn được bao bọc trong gia đình này. Tôi rất xin lỗi, trong doanh nghiệp không làm thì được. Rất rất xin lỗi, trong doanh nghiệp rất khó làm được chuyện này. Chẳng may mà bạn nghiện hút trong doanh nghiệp thì tất nhiên sẽ bị loại ra khỏi doanh nghiệp này. Có đúng không? Đúng. Vâng. Thế thì ở đây doanh nghiệp như một đội bóng, nó đòi hỏi từ siêu sao, kể cả Ronaldo nếu mà 4 trận liền không có đủ phong độ là có thể ngồi dự bị. Cho đến cái người mà xách nước
cũng phải cố gắng mỗi ngày. Huấn luyện viên, siêu sao, cầu thủ, người xách nước, vân vân đều phải cố gắng mỗi ngày. Và ở dù là ở vị trí nào, nếu anh không đáp ứng được, anh sẽ bị loại ra khỏi cái tổ chức đấy. Vì vậy thì nha, giữa lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo đội bóng là có cái rất rất phù hợp với nhau. Ở lãnh đạo đội bóng và doanh nghiệp cũng đều giống nhau. Khi mà một người lãnh đạo mới nhận một lãnh đạo doanh nghiệp thì bất kể là anh ta có cam kết gì thì anh ta cũng phải tạo ra những kết quả ngắn hạn. Đội bóng cũng vậy. Mình muốn lý luận gì về việc xây dựng đội ngũ, xây dựng nền móng, xây dựng cho tương lai, chúng ta vẫn phải tạo ra những kết quả trong ngắn hạn. Vâng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng. Anh cho em hỏi là FPT đã tiến hành công tác chuẩn bị như thế nào cho đội ngũ kế thừa khi đội ngũ lãnh đạo hiện tại chuyển giao sắp tới để doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững ạ? Tôi thực ra mà nói không hiểu lắm câu hỏi này. Thì thế này, FPT cũng như các doanh nghiệp khác thôi. Trừ anh Trương Gia Bình là người sẽ làm việc suốt đời cho FPT. Thì chúng tôi cũng có tuổi nghỉ hưu. Vâng, tuổi nghỉ hưu thì có quy định chung rồi. Thì muốn nói thế này, anh Bình đã có một kế hoạch vô cùng bài bản để xây dựng các cái lớp lãnh đạo khác nhau cho FPT. Và mỗi một cán bộ lãnh đạo như vậy sẽ được đào tạo ở qua rất nhiều trường lớp. Mỗi một lãnh đạo sẽ có sư phụ, nhiều sư phụ để kèm cặp trong thời gian rất là dài. Mỗi lãnh đạo sẽ được luân chuyển ở nhiều vị trí khác nhau ở trong FPT, từ là B2C làm việc ở thị trường mass market, rồi B2B làm việc doanh nghiệp với doanh nghiệp, B2G làm việc với chính phủ và làm việc quốc tế, để làm sao có nhiều trải nghiệm khác nhau, nhiều vị trí khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau để có thể sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Và không những chỉ xây dựng như vậy mà sẽ có tầng tầng lớp lớp các thế hệ doanh nghiệp, các thế hệ doanh nhân. Đặc biệt là cái chính sách liên quan đến sư phụ đệ tử ở FPT. Khi mà mỗi một lãnh đạo đều có sư phụ của mình và trở thành sư phụ của người khác để kèm cặp huấn luyện kéo dài hàng năm trời. Đối với mọi người về học tập thì anh Bình có nói rất là rõ là FPT, Company is Campus, công ty phải là một tổ chức học tập. Và điều mà đi học và đi dạy là điều bắt buộc đối với tất cả lãnh đạo. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì là tôi ngoài chuyện đi học tôi phải đi dạy. Đây là nghĩa vụ, không phải là tôi thích rồi, mà là nghĩa vụ của mọi người ở trong công ty. Và điều này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người ở trong công ty. Thế hệ bọn tôi thì già rồi, tôi thế hệ mà gọi là U60 nhưng bọn tôi là quá già rồi. Các vừa rồi thì FPT có tổ chức cái bình chọn các bạn U35. Ui, toàn các bạn trẻ giỏi, xinh đẹp, tài năng. Các bạn khác hẳn bọn tôi ngày xưa là chỉ biết đá bóng, hát hò vớ vẩn. Các bạn đều vô cùng nhiều tài lẻ, biết rất nhiều thứ, có rất nhiều thú vui khác và học hành thì vô cùng cẩn thận. Dạ, chắc chắn là những cái chia sẻ một cách rất thật lòng của anh Hoàng Nam Tiến cũng đã gửi tới tất cả các anh chị học viên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Là vì thời gian có hạn nên hình ra là chắc chắn là chương trình của chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt với các anh chị rồi. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến, chủ tịch của FPT Telecom đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng có rất là nhiều những thông tin hữu ích dành cho các anh chị, có thể là học viên, có thể là những người quan tâm tới cái việc học thuật và phát triển cho cái doanh nghiệp của mình trong tương lai, với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là tư duy của nhà lãnh đạo trong thời đại mới ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra tôi muốn nói thêm thế này thôi. Từ nãy giờ tôi nói như thế này thì các anh chị có thể nghe được nhiều từ, nhưng mà để mà giữa việc mà gọi là thêm kiến thức và chuyện học thật sự nó rất khác nhau. Tôi nói thật, các anh chị đừng hy vọng là trong một buổi hội thảo chúng ta học được gì nhiều. Chúng có thể thêm được thông tin thì nhiều, nhưng mà thêm được kiến thức và đặc biệt là thêm được hiểu được cách làm thì khó lắm. Không, nhưng mà tôi nói câu này thì vì lý do đơn giản thôi, là các bạn FSB vừa nhắc tôi là anh ơi quảng cáo cho FSB một chút, các bạn phải đi học, phải học thật sự. Và quan trọng nữa ấy, là học thầy không thầy học bạn. FSB rất nhiều giảng viên giỏi, lý thuyết có, thực chiến có, nhưng đi học rất quan trọng là chúng ta học được với những người bạn học toàn những người rất giỏi, những người rất thực chiến.
Em muốn bổ sung thêm một câu thôi ạ. Tức là sau cái lời quảng cáo dành cho FSB vừa rồi thì em cũng muốn bổ sung là những lời quảng cáo đó dựa trên một cái cốt lõi, đó là sự chính trực. Vì thế quảng cáo hoàn toàn chính xác. Vâng, cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn các bạn FSB. Cảm ơn Thị Vân. Dạ. FSB lần sau cứ có MC xinh đẹp và thông minh thế này thì tôi hoàn toàn có thể nói còn hay hơn nữa. Vâng. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành sáng thứ bảy cho tôi. Dạ. Xin được cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến một lần nữa, và cũng phải cảm ơn các học viên, các chị đã tham gia cái buổi đối thoại ngày hôm nay của chúng ta. Cũng giống như là anh Tiến chia sẻ, có thể là một buổi đối thoại chúng ta chưa có nhiều kiến thức đâu, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đã có những thông tin. Như bản thân tôi chẳng hạn là tôi đã biết được có 5 cuốn sách mà anh Tiến cũng đã chia sẻ để mọi người có thể tìm hiểu, tham khảo. Và chắc chắn nó sẽ gợi mở cho các anh chị cái cơ hội để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải tìm tới kiến thức nào mà chúng ta thực sự quan tâm. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều khi mà đã dành thời gian một cái buổi sáng thứ bảy như thế này, thay vì cho gia đình mà lại cho một cái buổi hội thảo để làm sao chúng ta tìm ra được những cái điều tốt nhất cho doanh nghiệp của mình có thể phát triển trong tương lai. Và chắc chắn rồi ạ, đến với FSB thì chúng ta sẽ còn có những cơ hội để gặp gỡ với những diễn giả, với những chuyên gia gợi mở cho chúng ta những điều chúng ta cần, chúng ta quan tâm nữa. Vì thế mà chúng tôi luôn luôn chờ đợi các anh chị ở những cái buổi hội thảo và những cái buổi đối thoại tiếp theo. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chúc các anh chị cùng với gia đình của mình sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là ý nghĩa. Cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau ạ. Được chưa?